Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1762 Trong ẩn chứa một cái cũng không lớn đặc thù tiểu thế giới, có thể ngắn ngủi dung nạp có không gian thiên phú không ma tộc nhân sinh tồn tại, bất quá, tại bên trong thế giới nhỏ này, lưu lại thời gian không có khả năng quá dài, bằng không cho dù không ma tộc người, cũng sẽ trực tiếp bỏ mạng ở trong. Bất quá tiểu thế giới này, nhất định phải bị người mang theo. Một khi mang theo tiểu thế giới người ngã xuống, đại biểu bên trong thế giới nhỏ này rất nhiều tộc nhân là triệt để rơi vào người khác lòng bàn tay nữa không có cơ hội lúc này huyền không chí tôn một tiếng quát chói tai ở đây toàn bộ không cao thủ ma tộc tất cả đều cảnh giác từng cái ào ào xuất hiện tốc độ nhanh kỷ luật nghiêm minh đồng thời mỗi người đều trật tự tĩnh nhiên không người tùy tiện hành động chỉ là tại mọi người ánh mắt trong có thể thấy rất nhiều thần sắc như cảnh giác bất an tuyệt vọng cũng có một tí mờ mịt cùng không biết làm sao bí mật quá nhiều năm thân làm chính đạo quân rất nhiều người theo sinh ra bắt đầu từ ngày đó liền trốn đông trốn tây không biết bên ngoài đến tột cùng là dáng dấp ra sao cũng không biết an cư lạc nghiệp là một cái cái gì dạng cảm giác có chỉ là hoảng hốt mà chạy hoảng loạn như vậy thời gian làm bạn rất nhiều người cả đời tất cả mọi người đã thành thói quen như vậy thời gian đối mặt cái chết bọn họ y nguyên sẽ sợ hãi nhưng không có quá nhiều thất kinh bởi vì bọn họ thấy quá nhiều những năm gần đây cơ hồ luôn luôn bất hữu người ngã xuống thậm chí mỗi một lần chạy trốn quá trình chính là một lần cùng tử thần giao phong quá trình người biết bọn họ không ma tộc lúc nào sẽ triệt để hủy diệt theo vùng vũ trụ này trong triệt để biến mất đến đây đi một mực đến đây đi có người đấy lẩm bẩm mang theo một chút thoải mái cùng thoải mái tử vong đối với bọn họ mà nói có lẽ không phải kết cuộc mà là vừa mới bắt đầu một cái không nữa hoảng hốt mà né ra mới vô số vạn năm đến bọn họ không ma tộc theo trước kia một cái khổng lồ tộc quần chết chỉ còn dư lại mười mấy vạn người có đôi khi tử vong đối với bọn họ mà nói thực sự là một cái giải thoát đương nhiên như vậy đề phòng đã có qua rất nhiều lần cơ hồ thỉnh thoảng liền sẽ tới một lần nhưng không phải mỗi lần đều có địch nhân xuất hiện phần lớn thời điểm thật cũng có địch nhân nhưng là tộc trưởng lo lắng mỗi lần có gió thổi cỏ lay liền sẽ dốc toàn lực tập hợp bởi vậy có vài người cũng quá coi ra gì thật đến cùng lắm tử thôi tử chiến như vậy nhiều năm bọn họ căn bản không sợ chết Huyền Không Chí Tôn bên cạnh, mấy vị nửa bước Chí Tôn cường giả tối đỉnh nhanh chóng tụ đến. Đi theo Huyền Không Chí Tôn bên cạnh lão giả, cũng là nửa bước Chí Tôn cảnh cường giả tối đỉnh. Tự chiến như vậy nhiều năm, còn có thể sống sót, thì có người thường, nếu không phải có tài nguyên, có đầy đủ cơ hội tu luyện, hắn chưa chắc không có thể đột phá Chí Tôn cảnh, nhưng mà hiện tại, hắn đã có hy vọng. Quanh năm chinh chiến, cũng đã triệt để hao tổn không hắn tương lai, chớ nhìn hắn cũng đã đạt đến nửa bước chí tôn cảnh giới đỉnh phong, nhưng đời này cơ hồ nữa cũng không thể có thể đột phá chí tôn cảnh giới. Sở dĩ Toàn thân hắn chăm chú Cảnh giác không gì sánh được Hắn là một cái có người tương lai, có thể không ma tộc còn có tương lai, tại thời khắc mấu chốt, hắn thậm chí có thể tự bạo tới kích thương địch nhân, chỉ vì đổi lấy tộc quần một chút hy vọng sống tộc trưởng, địch nhân đến sao?" Lão giả Trầm giọng hỏi, nhìn bốn phía, nhưng mà, hắn cảm giác được bất kỳ động tĩnh nào. Huyền Không Chí Tôn cầm trong tay chiến đao, nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhi, trầm giọng khuyên bảo, "Hành sự cẩn thận, đi theo ta lúc sau, tuyệt đối đừng tùy tiện hành động." Nữ nhi của hắn vẫn chưa đi vào tiểu thế giới, bởi vì, con gái nàng hôm nay đã là hậu kỳ Thiên Tôn cảnh giới xem như là không ma tộc trẻ tuổi trong đệ nhất nhân. Bực này tu vi, đã coi như là không ma tộc trong hiểu rõ cường giả, gặp phải cường địch, há có thể làm con rùa đen rút đầu. Lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn chầm chầm trên bầu trời, một đám người bất an, sao động. Có cường địch sao? Mà giờ khắc này, tần trần ngoài ý muốn. Giống như, bị phát hiện tần trần mang theo một ít ngoài ý muốn không cần hắn từng cái đi tìm hắn nhìn thấy huyền không chí tôn chỗ tại không gian mảnh vỡ bởi vì giờ khắc này mơ hồ có một số khác biệt không gian quy tắc hiện ra bình thường người nhìn không thấy cũng là ngăn không được tần trần tạo vật chi nhãn tần trần tiểu tử không gian mảnh vỡ có ba động chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện la hầu ma tổ cũng phát hiện tiếng động không nhịn được nói ma lệ cũng trầm giọng nói dù sao cũng là chính đạo quân trong lão tướng đừng uyên ma lão tổ truy sát nhiều năm cảm giác nguy cơ khẳng định nhạy cảm không gì sánh được chưa chắc là phát hiện chúng ta nhưng mà khẳng định có một ít cảm giác nguy cơ tần trần gật đầu xích phim ma quân trầm giọng nói vậy bây giờ làm thế nào cường công cường công nói tiếng động cũng quá lớn với lại đây hư không hoa hải một khi kinh động ở đây những thứ kia không gian đóa hoa, tất nhiên sẽ đưa tới không gian ba động, đến lúc đó, thực viên chí tôn nhất định sẽ phát hiện dị thường. Một khi thực viên chí tôn chạy tới, vậy bọn họ liền xong. Với lại, này không gian chi hoa cực đáng sợ, la hầu ma tổ cùng tần trần có lẽ cũng không ý kỵ, nhưng mà ma lệ cùng xích viêm ma quân nếu không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tần trần mắt nhìn phía dưới không gian mảnh vỡ, trầm giọng nói, không có khả năng kéo, thực viên trí tôn tùy thời đều có thể chạy tới, chúng ta muốn động thủ, nhất định phải nhanh, sở dĩ, thực sự không được, chỉ có thể cường công, dù sao thì một cái chí tôn cảnh, chúng ta trực tiếp xuất thủ, trấn áp đối phương có khả năng rất lớn. Được. La hầu ma tổ bọn họ đều gật đầu. Bắc huyền không trí tôn vấn đề không lớn, then chốt liền cho tiếng động không thể lớn. Tần trần tiểu tử, trên người ngươi hai vị kia có phải hay không hẳn là xuất thủ giúp một tay một cái la hầu ma tổ nhìn về phía tần trần hắn nói là uyên ma chi chủ cùng vạn linh ma tôn hai người hôm nay hiện tại là chí tôn tu vi có tác dụng cực lớn tự nhiên tần trần đạm định nói sưu sưu hai đạo chí tôn khí tức đột nhiên xuất hiện tại tần trần bên cạnh đúng là uyên ma chi chủ cùng vạn linh ma tôn tương đương với tứ đại cấp chí tôn cường giả tần trần không tin tưởng bọn họ bốn người xuất thủ còn có thể bắt không được một cái chỉ có một tên chí tôn không ma tộc nghe ta hiệu lệnh động thủ ra lệnh một tiếng trong nháy mắt nhất đạo đại trận hiện lên hư không cầm cố đại trận đây tần trần liên thủ với la hầu ma tổ thi triển trong khoảnh khắc vùng hư không này trong không gian ba động trở nên bị kìm hãm. Kinh khủng đại trận, trong nháy mắt đem không gian mảnh vỡ bao vây, đồng thời cầm cố lại chung quanh dư hư không. Mục đích chính là vì không bộc lộ ra bất cứ ba động gì. Vào thời khắc này, một thanh kinh khủng chiến đao đâm thủng phía chân trời, cuồn cuộn chí tôn khí tức phóng lên cao, theo không gian mảnh vỡ trong giết ra, mang theo thẳng tiếng không lùi khí thế, mang theo dứt khoát ý, huyền không chí tôn giận dữ hết, phân tán trốn. Xong. Làm hư không cầm cố đại trận bao trùm trong nháy mắt, hắn biết, có thể phải xong đời. Có thể ảnh hưởng đến này hư không hoa hải không gian trận pháp, ít nhất cũng là cấp chí tôn đại trận. Nói cách khác, đối diện có một tên đỉnh cấp cấp chí tôn cường giả đang chủ trì đại trận, với lại tuyệt đối vẫn là một cái trận pháp đại sư. Cấp chí tôn trận pháp đại sư toàn bộ ma tộc đều có mấy cái đây mới thực là đỉnh cấp cường giả mà hôm nay chỉ chủ trận liền có một vị cấp chí tôn trận pháp đại sư vả lại hắn giết huyền không chí tôn gào thép phóng lên cao đáng sợ chiến đao giống như đại dương bao la cuồn cuộn ra tràn ngập thiên địa đồng thời hắn hướng về phía phía sau rất nhiều không ma tộc cường giả quát lên trốn phân tán trốn lúc này huyền không chí tôn trong lòng đã có bất luận cái gì may mắn trong lòng, chỉ là một cái trận pháp đại sư, cũng đủ để làm hắn biến sắc, mà ma tộc thật ra tay với bọn họ, tuyệt không có khả năng chỉ là một người này. Cùng cuộn sát khiến hút trời, huyền không chí tôn liều mình xuất thủ, không phải vì giết địch, mà là là cho bộ hạ tộc nhân cầu được một tia hy vọng. Phiền toái Tần Trần thấy thế, khẽ nhíu mày. Này huyền không chí tôn, quá phiền toái, vừa lên đến, liền bộc phát ra vô tận chí tôn lực, liều mình. Rất hiển nhiên, là liều chết là đánh ra. Lúc đầu, Tần Trần còn muốn cùng đối phương nói chuyện một phen, nhìn một chút có thể hay không có cơ hội, thuyết phục đối phương, nhưng hiện tại xem ra, muốn thuyết phục đối phương, cơ hồ là không có khả năng. Chỉ có thể đi trước bắt được đối phương. Ma Diệp Tần Trần hướng về phía biên Ma Chi chủ lời nói, hoàn hảo hắn và la hầu ma tổ đi trước ở bên ngoài bố trí xong đại trận bằng không lần này nếu là bị huyền không chí tôn đánh ra liền triệt để bại lộ liền thấy phải uyên ma chi chủ cung kính nói vâng chủ nhân giọng nói rơi xuống ầm uyên ma chi chủ dĩ nhiên đột nhiên lướt đi đáng sợ uyên ma khí tức trong nháy mắt tràn ngập thiên địa uyên ma chi chủ lực lượng trong nháy mắt trấn áp tại huyền không chí tôn trên thân trực tiếp cầm cố hắn lực lượng đối với trong cơ thể hắn chí tôn lực tiến hành trấn áp huyền ma tộc là hôm nay ma tộc lãnh tụ huyền ma chi lực đối với bất luận cái gì ma tộc đều có thật lớn áp chế nổ đến một tiếng liền thấy phải huyền không chí tôn trên thân chí tôn khí tức đột nhiên bị mạnh mẽ áp chế huyền không chí tôn mang theo vô cùng rung động kinh hô huyền ma tộc huyền không chí tôn bỏ vũ khí xuống bản tọa lần này tới trước cũng không phải là tới chém giết các hạ mà là phụng chủ nhân chi mệnh tới cùng các hạ nói chuyện hợp tác sao lại không ngồi xuống thật tốt nói chuyện uyên ma chi chủ mờ nhạt nói chỉ nói là lấy trong thân thể uyên ma chi lực lại có chút ngừng lại y nguyên hướng về phía huyền không chí tôn hung hăng trấn áp xuống ầm khí tức đáng sợ bao phủ huyền không chí tôn cảm thấy vô tận áp bách đồng thời một cổ đáng sợ uyên ma chi lực trong nháy mắt xông vào đến hắn não hải, muốn ảnh hưởng hắn ý chí. Cùng lúc đó, tại bên kia, một tiếng ầm vang, vạn linh ma tôn xuất hiện, đáng sợ ma khí trói buộc tới, hóa thành từng cái đại đạo xiên xích, muốn trói buộc chặt Huyền Không Chí Tôn. Huyền Không Chí Tôn tại uyên ma chi chủ linh hồn chi lực dưới ảnh hưởng, ánh mắt hơi hơi không rõ một cái, cũng là trong nháy mắt thoát khỏi ma dịp linh hồn chi lực ảnh hưởng liền thấy từng đạo mang theo khí tức đáng sợ đại đạo xiền xích, dĩ nhiên bao vây quanh mình thân thể. Trong lòng lần nữa hoảng sợ. Ai? Lại một tôn cường giả trí tôn. Đáng chết, vì giết bản thân, đến bao nhiêu đỉnh cấp cường giả. Ngươi là Loạn thần ma chủ Huyền không chí tôn lúc này thấy vạn linh ma tôn khí tức cùng miễn lỗ, tức khắc lộ ra vẻ kinh sợ. Loạn thần ma chủ, mặc dù là hậu khởi chi tú nhưng là bởi vì trấn thủ loạn thần ma hải huyền không chí tôn thật có giải khai đối phương tình báo bởi vì chính đạo quân cấp trên từng hoài nghi uyên ma lão tổ tại loạn thần ma hải có bố trí cái gì thủ đoạn đặc biệt chỉ là bởi vì loạn thần ma chủ trấn thủ đưa tới chính đạo quân liên tục không cách nào ẩn núp đi vào trước có chính đạo quân người cố gắng ẩn núp đi vào loạn thần ma hải mấy lần đều bị loạn thần ma chủ cho phân biệt được trực tiếp bắt bất đắc dĩ tự bạo mà chết. tại chính đạo quân trong liền có loạn thần ma chủ rất nhiều tình báo. bởi vì mà giờ khắc này thấy loạn thần ma chủ xuất hiện, huyền không chí tôn tức khắc kinh hãi. đây, huyền ma lão tổ tự mình đối với mình động thủ sao? ầm, uhm. huyền ma chi chủ đáng sợ uyên ma chi lực kết hợp linh hồn chi lực mê hoặc xuống tới, mà loạn thần ma chủ lại trấn áp hướng huyền không chí tôn lập tức làm cho huyền không chí tôn rơi vào bị động nhưng huyền không chí tôn thân kinh bách chiến cũng là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại nhưng mà hắn cái gì sự tình thế nhưng hắn phía sau rất nhiều không ma tộc đội ngũ cũng là trong nháy mắt từng cái mê man đứng bất động mang theo một ít thống khổ và dãy dụa chi sắc biết rõ phát sinh cái gì muốn chạy cũng là bên tai truyền đến nguyên ma chi chủ thanh âm đều lưu lại tới Tất cả mọi người chớ phản kháng, chúng ta là đồng bạn, ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Bực này đáng sợ linh hồn mê hoặc, thiên tôn dưới, không có lực phản kháng chút nào, cho dù thiên tôn, cũng chỉ là có thể kiếm kẹp lấy đi vài bước, cũng là một lần muốn bỏ vũ khí xuống, không muốn chiến đấu. Không. Bọn họ tuyệt vọng không gì sánh được, bọn họ biết, gặp phải cường giả tuyệt thế đột kích. Còn không chỉ một vị. Giết. Huyền Không Chí Tôn lần nữa gào thét, quanh, đao khí tận trời, chí tôn đao khí hóa thành đáng sợ đao khí trường hà, muốn chém đứt thiên địa. Không được, cho dù biết không địch, cũng không thể buông tha. Giết. Liều chết đều phải đánh ra, coi như giết không đi ra, cũng muốn kích sát một cái chí tôn, thậm chí mượn dùng hư không hoa hải lực, đánh vỡ trận pháp, kinh động toàn bộ hư không hoa hải trong không gian chi hoa sử dụng không gian bạo động cho đối phương mang đến phiền toái, chém giết đối phương. Liền hắn chém ra một đao, muốn oanh mở vạn linh ma tôn trói buộc thời điểm, thình lình, một cái thân ảnh hiện lên. Huyền không chí tôn, còn không ngừng tay. Quát khẽ một tiếng, trung động đại đạo, huyền không chí tôn trước mặt một cái không rõ, liền thấy đầy trời hắc sắc xúc tua giống như che khuất bầu trời lồng giam, hướng bản thân trói buộc mà tới. Phong tỏa tần trần quát khẽ một tiếng vạn giới ma thụ xuất thủ hắn vạn giới ma thụ chính là ma tộc thánh vật quy lực vô tận nhất là có thể trấn áp cường giả cực kỳ trên thực tế bằng tần trần mấy người bọn họ thực lực bắt huyền không chí tôn một người là căn bản có cái gì vấn đề cho dù không thi triển vạn giới ma thụ cũng hoàn toàn có thể làm đến nhưng mà tần trần trải qua lúc trước ngắn ngủi chốc lát cũng đã nhìn ra này huyền không chí tôn tuyệt đối là một tính tình không gì sánh được cương liệt người động một chút là liều chết mà chiến nếu như bình thường liều chết mà chiến cũng không sao ngược lại cũng thôi nhưng nếu là chưa có thể trước tiên đem bắt trấn áp này huyền không chí tôn trực tiếp tự bạo liền phiền toái lấy này huyền không chí tôn tính tình cũng chưa chắc làm không được thật muốn tự bạo một tên chí tôn tự bạo khí tức tần trần bọn họ mặc dù có thể ngăn cản cũng sẽ thụ thương đồng thời la hầu ma tổ đại trận cũng chưa chắc thật có thể triệt để ngăn lại đến lúc đó dẫn động hư không hoa hải toàn bộ liền đều xong tần trần muốn không phải chém giết đối phương mà là bắt được đối phương hỏi thăm mình muốn tình báo mà thôi có vạn giới ma thủ xuất thủ như vậy toàn bộ liền đều ổn quả nhiên vù vù đầy trời xúc tu cuồn cuộn ào ào trong nháy mắt bao vây hướng huyền không chí tôn huyền không chí tôn quanh thân chí tôn lực, trong nháy mắt bị trấn áp, cả người đại đạo rung động, tại tầng trần mấy người liên thủ, thân hình bị vạn giới ma thủ rất nhiều xúc tu, trong nháy mắt bao vây, cuốn quanh. Thấp chí tôn vạn giới ma thủ, này là bực nào lực lượng? ầm uhm. Vạn giới ma thủ nhúc nhích, huyền không chí tôn lực lượng trong nháy mắt bị áp chế, trong nháy mắt, giống như là bị triệt để cầm cố lại, bên trong chí tôn lực bị áp chế cực nhỏ căn bản không bạo phát ra được làm sao khả năng hắn bột phát ra vẻ kinh sợ bản thân một cái cường giả chí tôn lại bị trong nháy mắt áp chế này đen kịch xúc tua đến tột cùng là cái gì bảo vật a à. hắn gầm thép một tiếng trực tiếp dẫn động bản thân chí tôn bản nguyên quanh thể trong lực lượng giống như núi lửa phun trào muốn trong nháy mắt bột phát ra cha tộc trưởng. Phía sau không gian mảnh vỡ trong, rất nhiều không cao thủ ma tộc phát ra thảm thiết gào thét, theo mê hoặc trong giật mình tỉnh lại, từng cái kinh sợ lên tiếng. Bọn họ, đều biết mình tộc trưởng muốn làm cái gì, từng cái trừng mắt câu liệt, kinh sợ vạn phần. Quả nhiên. Phiền toái. Tần trần thấy thế, khí sắc lạnh lùng, cũng biết tên ngốc này, tính tình cương liệt. Động một tí tự bạo. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, còn còn tốt chính mình, đã sớm kịp chuẩn bị. Cầm cố. ầm, Vạn giới ma thụ trong, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn đi ra, vạn giới ma thụ tỏa sáng, đem huyền không chí tôn bên trong tự bạo lực, thoáng cái trấn áp. Phúc. Phun một nguồn máu tươi trào ra, huyền không chí tôn thần sắc kinh sợ, thoáng cái mộng xuống, ánh mắt trong có tuyệt vọng bản thân mà ngay cả muốn tự bạo đều tự bạo không được này hắc sắc xúc tua đến tột cùng là đồ đạc quỷ gì đây giờ này khắc này huyền không chí tôn trong lòng có chính là vô tận tuyệt vọng ầm uhm. hắn vừa định lần thứ hai dẫn động bên trong bản nguyên tiến hành tự bạo nhưng mà lúc này một đạo thân ảnh rơi xuống một bàn tay to lớn trực tiếp vồ bắt hướng hắn đồng thời viên ma chi chủ tiến lên đáng sợ uyên ma chi lực trực tiếp quán thâu vào thân thể hắn trấn áp hắn toàn bộ ngươi ma diệp làm sao khả năng lúc này huyền không chí tôn cuối cùng thấy rõ ràng uyên ma chi chủ khuôn mặt trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ hoảng sợ trước mặt này uyên ma tộc cường giả đúng là uyên ma tộc theo thời đại viễn cổ cũng đã biến mất vô số vạn năm uyên ma lão tổ truyền nhân ma diệp làm sao có khả năng này ma diệp lại vẫn chưa chết Hừ, huyền không chí tôn nhìn thấy chủ nhân còn dám phản kháng muốn chết sao huyền ma chi chủ quát lạnh ánh mắt băng lãnh huyền ma chi lực liên tục phóng thích kết hợp vạn giới ma thụ đem huyền không chí tôn lực lượng triệt để phong tỏa chủ nhân huyền không chí tôn chấn động trong lòng cái gì huyền ma chi chủ xưng hô đối phương chủ nhân đùa gì thế lúc này huyền không chí tôn ngẩng đầu cũng thấy chậm rãi đi xuống tầng trần thân ảnh thân hình không khỏi chấn động mãnh liệt nhân tộc người trước mắt khí tức làm sao như vậy giống nhân tộc tầng trần lúc này vẫn chưa ngụy trang thành ma tộc bộ dáng mà là lấy nhân tộc bộ dáng biểu diễn tại huyền không chí tôn phía trước điều này làm cho huyền không chí tôn tâm trạng chấn động mãnh liệt không cách nào tự ức hừ nói bản thiếu không phải tới giết ngươi còn phản kháng như vậy kịch liệt là ngại bản thân chết không đủ nhanh sao còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói tần trần hừ lạnh một tiếng thôi động vạn giới ma thụ đem hắn bột phát áp chế mà huyền không chí tôn cũng là theo bản năng thu hồi một ít dãy dụa lực mang theo mờ mịt lộ vẻ rung động mang theo không dám tin tưởng các ngươi là ai hắn gầm nhẹ một tiếng các ngươi đến là ai tam đại cấp chí tôn cường giả, mỗi cái đều như vậy kinh khủng. Ngoại vi còn có một vị trấn thủ đại trận chí tôn, bốn đại cường giả, trong chẳng những có tại ma giới biến mất trăm triệu năm ma diệp, càng có nhân tộc người, cái nhân tộc này là theo từ đâu xuất hiện. Tần Trần lười nhắc nhiều lời, bắt trước lại nói. Từng đạo phong ấn lực, theo vạn giới ma thụ trong truyền ra, trong chớp mắt, tại uyên ma chi chủ trước phong ấn dưới tình huống, Tần Trần trong nháy mắt đem hắn đại đạo phong tỏa, cùng lúc đó, Tần Trần giơ tay lên, quanh, đáng sợ đại dương bao la cuồn cuộn, phong tỏa hướng hắn không ma tộc người. Ma lệ cùng xích viêm ma quân cũng xuất hiện, cùng trấn áp tới. Mà uyên ma chi chủ, vạn linh ma tôn, lại toàn lực trấn áp huyền không chí tôn. Thả bọn hắn ra. Huyền không chí tôn thấy thế biến sắc, gào thét lên tiếng. Nhưng tần trần không động trong, trong nháy mắt, liền đem rất nhiều không cao thủ ma tộc, ào ào vồ bắt vào bản thân hỗn độn thế giới trong, đối phương cơ hồ không có chút sức phản kháng. Tại trận pháp này áp chế, vạn giới ma thủ dưới áp chế, thiên tôn cấp ma tộc, làm sao có thể ngăn cản được tầng trần. Những người này, đều ý thức thanh tĩnh, cũng là cách làm phản kháng, mỗi một người đều lộ ra không cam chịu, tức giận, vẻ sợ hãi. Cái này nhìn như trẻ tuổi quá phận gia khỏa, đến là ai. Bọn họ ánh mắt có huyền không chí tôn tốt, chỉ biết là đột kích mấy vị cường giả, đều cường đại đến đáng sợ, đều là cấp chí tôn. Liên tục trưởng huyền không chí tôn cường đại như vậy, nhưng là bị đối phương trong nháy mắt bắt. Huyền không chí tôn cư nhiên một cái đều không địch được. Này không có khả năng. Huyền không chí tôn tại chí tôn bên trong cũng không phải người yếu, không nói là đỉnh cấp cường giả chí tôn nhưng là cũng không tính quá yếu tuy là bởi vì này chút năm quanh năm chinh chiến thương thế trên người rất nặng cũng đã không còn nữa trước kia rất đỉnh cao thời kỳ thực lực nhưng mà thật muốn chiến đấu cũng không phải đơn giản thì có khả năng trấn áp nhưng bây giờ tại đột nhiên này xuất hiện cường giả phía trước huyền không chí tôn liền tự bạo đều làm không được đến lúc này toàn bộ không ma tộc người là tuyệt vọng không gì sánh được mà tần trần cũng là khẽ nhíu mày nhìn về phía nơi xa ngưng lông mày nói không được tiếng động có chút lớn phiền toái vừa nói viết một cái vẫn còn ở dạy ra huyền không chí tôn cao mày ma diệp vạn linh ma tôn tiền bối các ngươi vây khốn hắn cùng đi vào ta thế giới huyền không chí tôn cho ta yên tĩnh điểm nói xong thình lình vung tay lên xuất hiện một đạo nhân ảnh huyền không chí tôn nhìn qua kinh sợ chuyện này. Hư ma tộc tộc trưởng Hắn biết gia khỏa này, hư ma tộc tộc trưởng, thời đại viễn cổ cùng hắn không ma tộc cùng cấp bậc tộc quần cường giả, mấy năm nay, một mực nghe theo uyên ma lão tổ mệnh lệnh trong bóng tối truy tung bọn họ, đạo đưa bọn họ liên tiếp thay đổi chiến trường. Bằng không chỉ dựa vào ma tộc khác, căn bản là không có cách bắt được bọn họ những thứ này trưởng khống không gian chi lực không ma tộc vết chân người dấu vệt liền hắn ngoài ý trong, tần trần đấm ra một quyền, ầm, một tiếng vang thật lớn, mới vừa hiện ra hư ma tộc tộc trưởng bị tần trần một quyền oanh chia năm xẻ bảy, tần trần phất tay, một tiếng ầm vang, trực tiếp đem này hư ma tộc tộc trưởng tinh huyết cùng linh hồn thôn phệ, nhưng hắn tàn phá thân thể, nhưng chưa tiếp tục oanh bạo, còn lưu lại hư không, một quyền, tần trần trực tiếp đem đối phương cho giết, thu, ầm ngay sau đó tần trần nhìn về phía huyền không chí tôn chật thu lại một cổ đáng sợ không gian chi lực bao phủ huyền không chí tôn thần sắc kinh sợ cơ hồ không cách nào phản kháng liền động vạn giới ma thụ trong nháy mắt bị tần trần thu vào hỗn độn thế giới trong nguyên ma chi chủ cùng loạn thần ma chủ cũng cùng tiến vào hỗn độn thế giới trong nếu không lấy huyền không chí tôn cấp chí tôn tu vi Tần Trần Tuyệt không có khả năng đơn giản đem thu vào hỗn độn thế giới. Phụ thân Huyền không chí tôn nữ nhi, thoáng cái trận to hai mắt, thần sắc kinh sợ. Dết. ầm Nàng mang theo còn lại không ma tộc người, điên cuồng hơn đánh tới. ồn ào Nhưng mà, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay lên, banh một cái, liền đem nàng và hắn không ma tộc người cũng đều thu vào hỗn độn thế giới trong, trực tiếp biến mất. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không hoa hải thoáng cái bình tĩnh trở lại, rất nhiều cuồng cuộn không gian chi lực đột nhiên biến mất, rất nhiều cuồng bạo ma tộc lực lượng trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Giết hư ma tộc tộc trưởng, Tần Trần cũng là sợ đối phương trên thân lưu có đồ vật gì đó, hoặc giả một loại đặc thù lực lượng bị uyên ma lão tổ truy tung đến. Bình thường mà nói, bất kỳ người nào một khi tiến vào hỗn độn thế giới sẽ ngăn che toàn bộ cùng bên ngoài giao lưu nhưng mà nơi này là ma giới là uyên ma lão tổ địa bàn tần trần tới một mức độ nào đó vẫn là hết sức cảnh giác cùng cẩn thận đồng thời giết chết hư ma tộc tộc trưởng tần trần cũng là vì cho huyền không chí tôn nhìn để hắn tâm thần có trong nháy mắt thất thần tốt đem đối phương lôi kéo tiến vào hỗn độn thế giới trong huyền không chí tôn vừa biến mất tất cả lực lượng đều tiêu tán mảnh không gian này mảnh vụn trong khí tức cuồng bạo cũng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại hỗn độn thanh liên hỏa đốt đem toàn bộ không ma tộc cường giả thu vào bản thân hỗn độn thế giới trong tầng trần lúc này thôi động bên trong hỗn độn thanh liên hỏa trong nháy mắt thao thiên hỏa diễm xuất hiện đốt cháy thiên địa toàn bộ trong hư không toát ra rất nhiều hỏa diễm đem bốn phía hư không thiêu đốt liên tục băng diệt thậm chí đem không gian mảnh vỡ cũng thiêu đốt muốn nổ bể ra tới. Không gian mảnh vỡ Vốn là này hư không hoa hải trải qua vô số năm dị biến, một lần tình cờ tạo thành một mảnh không gian đặc thù chi địa, bị không ma tộc người gửi dạng sinh tồn nhiều năm như vậy, trải qua lúc trước bạo động, lại thêm tầng trần đốt sau, này không gian mảnh vỡ trong nháy mắt. Liền có trong muốn sụp đổ nổ tung cảm giác. Ngưng. Bất quá, không đợi không gian mảnh vỡ nổ tung, tần trần cũng đã lần thứ hai thôi động không gian chi lực, đem ngưng kết xuống tới. Ma lệ, xích viêm ma quân, còn đứng ngay đó làm gì, còn không giúp một tay dọn dẹp dấu vết. Thấy ma lệ cùng xích viêm ma quân còn có chút sững sờ, tần trần lúc này quát lạnh. Đến lúc nào rồi, còn đang sững sờ. Hừ, ma cổ lực, thôn vệ. Ma lệ hừ lạnh một tiếng, quanh, đáng sợ ma cổ lực, bắt đầu rõ ràng xung quanh lúc này la hầu ma tổ đột nhiên hiện lên đại trận thu hẹp nhanh chóng nói đi mau giống như có người cảm ứng đến tiếng động hư không hoa hải ở ngoài giường như có cường đại khí tức đang đến gần tần trần trong lòng cũng hiện ra tới một chút nguy hiểm ý hắn biết tất nhiên là có đỉnh cấp cường giả tới gần không vội trước tiên đem toàn bộ dấu vết đều cho tiêu trừ hết tuyệt không thể lưu dưới bất kỳ khí tức gì cùng dấu vết Tần Trần hừ lạnh. Mặc dù gấp, nhưng đâu vào đấy, miễn cho trong vội vàng phạm sai lầm, nơi này là ma giới, nếu như lưu lại thứ gì, bị đối phương phát giác, thôi diễn ra, hoặc giả truy tung ở trên liền phiền toái. Rất nhanh, dọn dẹp toàn bộ dấu vết, đem phụ cận chỗ có không gian chi địa tất cả đều đốt cháy một lần, vô luận là Tần Trần bản thân khí tức, nguyên ma chi chủ khí tức, vẫn là loạn thần ma chủ khí tức, đều bị thanh trừ không còn một mảnh. Tần Trần khẽ quát một tiếng, lập tức rời đi. Được. La Hầu Ma Tổ khẽ quát một tiếng, vanh một tiếng, sẽ đem không gian đại trận thu. Thấy thế, Tần Trần ánh mắt lóe lên, La Hầu Ma Tổ, đem này không gian cầm cố đại trận lưu lại, phong tỏa tại không gian mảnh vỡ trong, chúng ta cho theo sau những tên kia, lưu chút điểm thứ tốt vui đùa một chút, nói không chừng có vui mừng ngoài ý muốn, ngươi đem đại trận này ẩn nặc, Cùng này không gian mảnh vỡ dung hợp vào một chỗ. La Hầu Ma tổ con ngươi tức khắc trợn tròn, liền nói, như vậy sao được, nói đơn giản, ngươi có biết này Chí Tôn Không Gian đại trận, ta tiêu hao bao lâu mới luyện chế thành à? Chỉ tài liệu thì thu thập không biết bao lâu. Đi tới nơi này ma giới sao? Tổng cộng mới luyện chế được không bao nhiêu. Đừng nói nhảm, còn không ẩn nấp tại không gian mảnh vỡ trong tần trần quát lạnh ngươi đi xem như ngươi lợi hại la hầu ma tổ không nói gì hùng hùng hổ hổ nhưng vẫn là đem đại trận nhanh chóng thu lại trong nháy mắt thu được nhất đạo vô hình trận quang quanh một tiếng dung nhập vào sắp nổ tung không gian mảnh vỡ trong tần trần thấy thế cũng xuất thủ giúp đỡ la hầu ma tổ cùng nhau ẩn nấp trận này nhanh chóng tại đại trận trong áp suất lực lượng Nguyên bản muốn nổ tung không gian mảnh vỡ, phản phất thoáng cái bình tĩnh trở lại, rất nhiều không gian chi lực bị hắn áp súc, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cứ điểm. Sau đó, Tần Trần khoát tay, đem hư ma tộc tộc trưởng tàn phá thân thể, nhanh chóng đặt ở vùng hư không đó. Khí Thấy như vậy một màn ma lệ mấy người, con ngươi bỗng dưng trợn tròn, hít một hơi lãnh khí, nhìn Tần Trần khí sắc đều thay đổi. Gia hỏa, thật đúng là một kẻ hung ác. Quá phải hung ác. Đây rõ ràng là chuẩn bị cầm hư ma tộc tộc trưởng tàn phá thân thể, làm thành là mồi, đến lúc đó mặc kệ tới là ai, thấy hư ma tộc trưởng tàn phá thân thể, nhất định sẽ phải tới kiểm tra, có thể chỉ cần vừa chạm này không gian trận pháp cơ quan, sẽ dẫn bạo toàn bộ không gian mảnh vỡ. Này không gian mảnh vỡ, có thể ẩn nấp huyền không chí tôn, bản thân liền ẩn chứa đáng sợ không gian chi lực, lại thêm la hầu ma tổ đại nhân chí tôn không gian đại trận dung hợp trong, một khi dẫn bạo, bộc phát ra lực lượng, sợ là liền một tên chí tôn đều có thể trọng thương, thậm chí nổ chết tại chỗ. Liền thấy tần trần đem hư ma tộc tộc trưởng thi thể giấu kín từ sau lúc đó, còn nhanh chóng thi triển đạo đạo không gian chi lực, đem hắn thi thể cho che đậy lên. Hắn đây. Xích viêm ma quân cao mày có thể chốc lát hiểu tần trần mục đích ma lệ cùng xích viêm ma quân, lập tức biến sắc lên. Mẹ! Đây cũng quá giả hoạt. Tần Trần hiển nhiên là tại cho đối phương tìm được hư ma tộc tộc trưởng thân thể làm ra độ khó. Nếu như quá dễ dàng tìm được, sẽ có vẻ không chân thật, đối phương có lẽ sẽ có hoài nghi chi tâm. Nhưng nếu là ẩn nút, đối phương tất nhiên sẽ càng thêm tin tưởng, cũng dễ dàng hơn thiệt thòi. Gia hỏa, cũng quá xấu. tự liền la hầu ma tổ cũng liên tiếp nhìn về phía tầng trần, cả người sợ hãi. sau này vẫn là đừng đắc tội gia hỏa là được, quá phải âm hiểm. thấy không? sau đó để cho ngươi nhìn một trận trò hay, cũng tốt để ngươi biết chúng ta là người một nhà, đừng dãy dụ, chớ phản kháng, bằng không bản tọa trực tiếp giết ngươi. nếu là ngươi ngoan ngoãn hợp tác, đừng nói là ngươi, hoặc giả ngươi tộc quần đều sẽ có một con đường sống, ta nói. Tần Trần cố ý để hỗn độn thế giới trong huyền không chí tôn nhìn ra ngoại giới cảnh tượng, sau đó cười lạnh nói. Muốn dùng phục huyền không chí tôn như vậy gia hỏa, chỉ dựa vào trấn áp khẳng định không được, còn muốn công tâm. Lúc này, hỗn độn thế giới trong, huyền không chí tôn bị vạn giới ma thụ hung hăng trấn áp, trói buộc, phong tỏa, nhưng vẫn là có thể thấy, cảm thụ được hắn mang theo một ít kinh hải, một ít không hiểu sắc thái, nhìn Tần Trần đám người. Cường giả bí ẩn. Vừa xuất hiện liền tập kích hắn, sau đó. Thu lại bọn họ không ma tộc tất cả mọi người, đưa bọn họ cầm cố tại đây tựa hồ là tiểu thế giới thiên địa trong, với lại, vừa rồi tại chế phục bọn họ trong quá trình, còn trực tiếp kích sát liên tục truy tung bọn họ hư ma tộc tộc trưởng, hiện tại giống như muốn tính kế người khác. Với lại, này người đầu lĩnh tự hồ còn là nhân tộc, ở đây tất cả mọi người tự hồ nghe theo nhân tộc mệnh lệnh. Thế nhưng, ma giới trong tại sao có thể có nhân tộc? Những gia hỏa này cuối cùng là ai? Lúc này huyền không chí tôn, không biết mình nên đi suy nghĩ gì, hắn rất kích động, lại rất nghi hoặc, còn có chút sợ hãi. Ai có thể nói cho ta biết, đến phát sinh cái gì? Nhân tộc tiến vào ma giới sao? Nhân ma đại chiến ma tộc bại sao? Nhưng nếu là ma tộc bại, cá nhân tộc này gia hỏa tại sao muốn tập kích hắn? Rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều không hiểu, tại trong đầu hắn quanh quẩn. Mê mang, bất an, bất an trong lại mang từng tia hy vọng. Hắn không dám hỏi, không dám nói, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Tối thiểu, hiện nay mấy vị này không có muốn giết mình tâm tư. Đi. Tần trần hô một tiếng, rất nhanh mấy người hội hợp la hầu ma tổ khí tức ba động tạo thành vô hình không gian đại trận không gian xé rách tầng trần thôi động không gian quy tắc trấn áp không gian ba động vù vù mấy người thuấn gian truyền tống trời khỏi nháy mắt tầng trần mấy người xuất hiện tại hư không hoa hải ở ngoài tinh không mênh mông trong một nơi bí ẩn nơi này là tầng trần hắn bọn chúng tiến nhập hư không hoa hải trước cũng đã thiết trí tốt trong không gian chuyển trạm sau đó, Tần Trần ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt thôi động này không gian đại trận, quanh một tiếng, này không gian đại trận lần thứ hai dũng động, tại không gian truyền tống trận thôi động trong nháy mắt, Tần Trần hướng về phía ma lệ nói, phân ra ngươi một cái phân thân đi vào. Xích viêm ma quân ngẩn ra, chúng ta không tiến vào. Đương nhiên không tiến vào. Tần Trần như là liếc ngu một dạng nhìn xích viêm ma quân. Ma lệ so với xích viêm ma quân thông minh nhiều, thật sâu mắt nhìn tầng trần, một câu nói đều không nói, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động ra nhất đạo của thần phân thân, nhanh chóng tiến vào kia không gian đại trận chi trong, vù vù một tiếng, không gian đại trận ba động, đem hắn này nhất đạo của thần phân thân trực tiếp truyền tống rời khỏi, mà ở ma lệ phân thân bị truyền tống rời khỏi trong nháy mắt, quanh một tiếng, tầng trần thôi động không gian chi lực, trực tiếp đem này không gian đại trận nổ tung lại chia ra nhất đạo cổ thần phân thân. Tần Trần hướng về phía Ma Lệ lại nói: "Ma Lệ lập tức biến sắc, Tần Trần, nhất đạo cổ thần phân thân cũng đã tiêu hao ta không ít lực lượng, lại chia ra nhất đạo." Ma Lệ sắc mặt khó coi, "Ma cổ chính là ma giới một loại cực đặc thù tồn tại, ma cổ có thể phân giải ra rất nhiều đến cổ phân thân, bất quá, tuyệt đại đa số cổ phân thân đều là một ít hư huyễn cái bóng." đối phó đối phó bình thường ma tộc tạm được, muốn lừa gạt đỉnh cấp ma tộc căn bản không khả năng. Mà muốn lừa dối qua thực quyên trí tôn bọn họ, ma lệ nhất định phải phân ra thật cổ phân thân. Nhất đạo thật cổ phân thân, không thể coi thường, cần phải tiêu hao ma lệ không ít cổ thần bản nguyên. Để cho ngươi phân liền phân, trở về, tự nhiên có ngươi tốt chỗ. Tần trần hừ lạnh. Được. Ma lệ cắn răng ầm trên người hắn lần thứ hai phân ra nhất đạo của thần phân thân tức khắc nhức nhối không ít cả người khí tức rõ ràng hạ xuống một chút có vẻ hơi suy yếu hướng cái hướng kia tần trần hướng về phía trời xa hư không hoa hải một chỗ hư không chỉ nói ma lệ không nói gì trực tiếp thôi động nhất đạo của phân thân quanh một tiếng trực tiếp biến mất phía chân trời đi theo ta tần trần thân hình thoát một cái. Lúc này mới mang theo La Hầu Ma Tổ cùng Ma Lệ bọn họ trong nháy mắt hướng hư không hoa hải trong lao đi. Tần Trần, ngươi làm sao đi trở về? Xích Viêm Ma Quân khó có thể tin nói. Câm miệng, đừng nói nhảm. Xích Viêm Ma Quân khí sắc tức khắc có chút khó coi. Xích Viêm đại nhân, nghe này Tần Trần. Ma Lệ trầm giọng nói, La Hầu Ma Tổ cũng ánh mắt lóe lên, lúc này hắn đã qua mơ hồ biết Tần Trần muốn làm cái gì. Sưu sưu sưu. Mấy bóng người bay đi hư không, tại bay lượng trong quá trình, Tần Trần nhanh chóng tẩy lưu lại hư không dấu vết, đoàn người trực tiếp tiến vào hư không hoa hải trong. La hầu ma tổ, đi theo ta cùng nhau ẩn giấu. Ngay sau đó, Tần Trần thôi động không gian chi lực, cùng la hầu ma tổ trong nháy mắt núp ở bên kia hư không hoa hải trong. Sau đó có động tĩnh gì, nhất định không có khả năng phát ra tiếng động, ai muốn phát ra tiếng động, sẽ chờ chết đi. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Xích phim ma quân lúc này cũng đã hiểu được, con ngươi trừng tròn xoe. Tần Trần này đúng là. Muốn núp ở thực quyên trí tôn bọn họ mí mắt xuống. Khí. Cái này cũng lòng can đảm quá lớn đi. Ngược lại ma lệ, ánh mắt lóe lên. Tuy là làm như vậy mạo hiểm rất nhiều, nhưng thật là cái cực hiệu quả phương pháp, lấy thực viên trí tôn thực lực, một khi phát hiện bọn họ tung tích, bọn họ làm sao trốn, đều gặp phải cực đại nguy hiểm. Chỉ có như vậy, mới có thể có một chút hy vọng sống, chỉ cần đã lừa gạt đối phương, liền có đầy đủ cơ hội cùng thời gian rời khỏi. Mà ở tầng trần bọn họ vừa mới ẩn dấu tốt không bao lâu. Ẩm Liền cảm nhận đến hư không hoa hải bên kia một cổ đáng sợ chí tôn khí tức dĩ nhiên hạ xuống. Ung ung. Nhất đạo đáng sợ uyên ma chi lực, tràn ngập thiên địa, giống như đại dương, trùng trùng điệp điệp, không giống tầng trần bọn họ lúc tới sau như vậy cẩn thận từng ly từng tí, mà là không gì sánh được bá đạo cùng kiêu ngạo, liền trực tiếp như vậy hàng lâm, không mang theo nửa điểm che giấu. Là thực uyên chí tôn. Cảm thụ được cố khí tức này, Uyên ma chi chủ liền trầm giọng nói. Tần trần đám người trong nháy mắt nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám xuống. Mà ở thực viên chí tôn phía sau còn có hai đạo đáng sợ chí tôn khí tức theo tới, là hắc mộ chí tôn cùng viêm ma chí tôn. Viên ma lão tổ không ở. Tần trần trong lòng khẽ động. Xem ra viên ma lão tổ thật đúng là bởi vì một một số chuyện rời khỏi. Điều này làm cho Tần trần không khỏi thở vào một cái. Nếu như viên ma lão tổ ở đây. Tần Trần còn thật không dám khẳng định mình có thể đã lừa gạt đối phương. Lấy viên ma lão tổ lão đạo, bất kỳ cái gì may mắn cũng là tìm chết. Ầm ầm. Thực viên chí tôn hàng lâm phương thiên địa này, không có bất kỳ che giấu nào, trực tiếp cứ như vậy thản đảng đảng tiến vào hư không hoa hải trong, không có bất kỳ che giấu nào, thậm chí còn giống như ước gì người khác biết hắn tới. Gia hỏa, không phải là ngu ngốc chứ. Tần Trần cao mày một cái, hướng về phía Uyên Ma Chi Chủ nói. Uyên Ma Chi Chủ cũng có chút không nói gì. Thực viên Chí Tôn, có chút quá quan minh chính đại cùng kiêu ngạo. Tuy nói, thực lực của hắn cùng thân phận, khiến cho hắn ở giữa phiến thiên địa này vô địch, thế nhưng. Nếu như ở đây thật có chính đạo quân người tồn tại, cảm nhận đến hắn như vậy tiếng động, như huyền không chí tôn bực này, sợ là trước tiên biết không hay liền tự bạo nào còn có bắt đối phương, tiến hành khảo vấn cơ hội. Này thực viên chí tôn đến tột cùng là làm sao lên làm uyên ma tộc tộc trưởng. Tại tầng trần trong lòng đau khổ lúc. Hả? Thực viên chí tôn dĩ nhiên đi tới hư ma tộc bọn họ chỗ ẩn giấu, thấy hóa thành phế tích, không có một bóng người không gian chi địa, thực viên chí tôn mặt hơi biến sắc. Thực viên chí tôn đại nhân, nơi này có chiến đấu dấu vết. Hắc mộ chí tôn rơi xuống, liền kinh thanh mở miệng nói, thật có chiến đấu dấu vết. Viêm ma chí tôn cũng biến sắc. ở đây không phải nói là thực quyên chí tôn đại nhân an bài nhìn chầm chầm chính đạo quân người cường giả chỗ ẩn nút sao? tại sao có thể có chiến đấu dấu vết? thực quyên chí tôn khí sắc cũng vô cùng khó coi. ầm, uhm. trong thân thể hắn trong nháy mắt bột phát ra một cổ khí tức đáng sợ, trực tiếp tràn ngập ra đáng sợ uyên ma chi lực tại vùng hư không này trong mạnh mẽ sông thẳng. Chốc lát sau, thực uyên chí tôn dĩ nhiên trong nháy mắt cảm nhận đến chung quanh một ít tình hình, trong sắc mặt dũng động đi ra vẻ kinh sợ, đáng chết, hư ma tộc những thứ kia gia khỏa, cư nhiên đều chết, bản tọa để cho hắn không muốn rút dây động rừng, chỉ chỉ cần ở chỗ này nhìn chầm chầm là được, hỗn trướng, ngu ngốc một cái, cũng dám không nghe theo bản tọa hiệu lệnh thực viên chí tôn gầm thét kinh sợ. Hư không tộc nhân, một cái đều có, trong hư không, mơ hồ còn lưu lại hư ma tộc người ngã xuống sau chỗ lưu xuống khí tức. Điều này làm cho thực viên chí tôn thần sắc kinh sợ. Hắn cảm thấy nhất định là hư ma tộc người rút dây động rừng, bị huyền không chí tôn phát hiện. Đáng chết! Không ma tộc người không có đều trốn chứ. Một tiếng ầm vang thực viên chí tôn cất bước về phía trước sắc mặt khó coi trong khoảnh khắc liền đã tới lúc trước điều tra trong không ma tộc người ẩn nút địa phương theo lúc trước hư ma tộc người truyền đến tin tức chỗ nói này không ma tộc người chỗ ẩn cư địa phương là ở này hư không hoa hải trong một vùng không gian bên trong mảnh vỡ thực viên chí tôn về phía trước cẩn thận tránh né từng đạo hư không chi hoa lấy hắn tu vi chưa chắc sẽ sợ hãi này hư không chi hoa trong ẩn chứa không gian chi lực nhưng nếu là lỗ mãn xông vào một khi dẫn bạo những thứ này hư không chi hoa nhưng cũng là một chuyện phiền toái thân hình bay đi không kiên nể gì cả thực viên chí tôn trong khoảnh khắc sẽ đến trong tình báo không gian mảnh vỡ vị trí chỗ này vừa tiến vào sắc mặt hắn tức khắc thay đổi thực viên chí tôn đại nhân ở đây dường như cũng vừa trải qua chiến đấu vì ma chí tôn liền mặt hơi biến sắc nói, cùng hắc mộ chí tôn kiểm tra bốn phía. Ngu ngốc, phải dùng tới ngươi nói, bản tọa không nhìn ra được sao. Thực viên chí tôn sắc mặt tái xanh, hắn liếc mắt liền nhìn ra, ở đây trước đây không lâu, tuyệt đối mới vừa trải qua một trận chiến đấu, bốn phía hư không, còn lưu lại có một loại đại chiến sau ba động, một ít không gian chi lực dũng động. Đồng thời, ở đây bị dọn dẹp rất sạch sẽ, trừ lưu lại không gian chi lực bên ngoài, căn bản có khắc khí tức thuộc tính lưu lại, rất hiển nhiên, đối phương rất cẩn thận, đem toàn bộ đầu đuôi đều giải quyết hết, mục đích chính là không cho để cho bọn họ điều tra ra tung tích đối phương. Đáng chết, không ma tộc người. Thực viên chí tôn trong nháy mắt thấy không gian mảnh vỡ vị trí, chợt cất bước đi vào. Không gian mảnh vỡ trong, rỗng tuyết, cái gì đều không còn hư ma tộc những thứ kia vương bát đảng. Nhiều. Thực quyên chí tôn nộ A. À. Dưới loại tình huống này, cư nhiên đều cấp không ma tộc người trốn thoát, trước đưa tin bản thân thời điểm lời thề son sắc nói nhất định có thể nhìn thẳng đây. Lúc này thực quyên chí tôn lửa giận trong lòng quả thực giống như hỏa sơn một dạng phun ra. Không ma tộc thế nhưng hắn nhìn chầm chầm thật lâu chính đạo quân người, vì tìm được tung tích đối phương, hắn không biết tiêu hao bao nhiêu tinh lực, liền lão tổ đều biết được tình báo này. Thậm chí vì phóng thả dây dài câu cá lớn, tìm ra chính đạo quân khác trú điểm, hắn đều có thể trước tiên quấn dây. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trổng tuyết. Trong lòng hắn kinh sợ có thể nghĩ. Hư ma tộc, làm hại ta. Thực viên chí tôn ngửa mặt lên trời gầm thét. Nếu không phải hư ma tộc nói nhất định có thể nhìn thẳng, hắn sao lại đến hiện tại đều động thủ, đồ khốn, như vậy, những thứ kia gia khỏa trốn, còn muốn truy, không tốt truy. Thực viên chí tôn đại nhân, ở đây, dường như có không gian ba động. Đúng lúc này, theo sát đi vào tới viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn đột nhiên ánh mắt lóe lên, đi tới trước, nhìn về phía trước một chỗ hư không, chỗ kia trong hư không, mơ hồ có một tí không rõ ràng không gian ba động lan truyền ra. Lúc này thực viên chí tôn cũng cảm ứng được đến, trước hắn chỉ bởi vì tức giận, tâm trạng ba động, luận tu vi hắn vượt xa viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn, không còn như viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn có thể nhìn ra, mà hắn không nhìn ra đạo lý. Này khí tức ba động, dường như biến mất sau bao lâu, luận đạo lý, không ma tộc người không có khả năng có thể trốn như vậy nhanh, chẳng lẽ, bọn họ còn ấn dấu tại chỗ này. Đột nhiên thì, thực viên chí tôn ánh mắt sáng, nghĩ đến một cái khả năng ầm uhm. hắn cảm nhận bao phủ đi thần sắc đột nhiên nhất biến này không gian ba động trong giống như có huyết nhục khí tức thật chẳng lẽ có người ẩn giấu thực viên chí tôn thân hình thoát một cái đi thẳng tới chỗ kia không gian nơi ở trực tiếp một trưởng vỗ toái hư không lúc này nhất đạo tàn phá thi thể hiện ra tại ba người trước mặt là hư ma tộc tộc trưởng tàn phá thân thể là hư linh tộc trưởng, hắn thi thể làm sao lại ở chỗ này? tam đại cường giả chí tôn mặt hơi biến sắc, tất cả đều ánh mắt khẽ nhúc nhích. chẳng lẽ nói là hư ma tộc người phát hiện huyền không chí tôn bọn họ dị động, liền mang theo bộ hạ tiến vào đến này này mảnh không gian mảnh vụn, cuối cùng bị huyền không chí tôn cho giết? có khả năng nếu như hư linh tộc trưởng thực sự là bị huyền không chí tôn giết chết, hắn thi thể trên tất nhiên sẽ có một ít manh mối cùng tình báo. Thực viên chí tôn ánh mắt lóe lên, bất chấp quá nhiều, đi thẳng tới hư linh tộc trưởng trước người, hướng hắn thân xác vồ bắt đi, cố gắng theo hắn trên thân thể, dò xét đến một ít tình báo cùng manh mối. Mà viên ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn cũng là trong lòng khẽ động, thực viên chí tôn đại nhân chỗ nói chưa chắc có đạo lý. Bất quá, trong lòng hai người chẳng biết tại sao, không hiểu nhô ra vẻ nghi hoặc giống như có cái gì đồ đạc không nghĩ ra. Là cái gì đây? Viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn mặt bên tiến lên, mặt bên liếc nhau, đột nhiên ngẩn ra. Hư linh tộc trưởng, bất quá nửa bước chí tôn tu vi, nếu như hắn thực sự là bị huyền không chí tôn giết chết, lấy huyền không chí tôn tu vi, hoàn toàn có thể mang hư linh tộc trưởng triệt để hủy thi không để lại dấu vết, tại sao còn có thể lưu lại như thế nhất đạo thi thể huyền không chí tôn có thể dẫn dắt không ma tộc người, tại ma giới chạy trốn như vậy nhiều năm, không bị thực viên chí tôn đại nhân bắt được, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Người như vậy, hết sức cẩn thận cảnh giác, không nói suy tính đến toàn bộ, nhưng là là sẽ không dễ dàng lưu dưới dấu vết nào. Nhưng hôm nay, lại đem bốn phía hư không đều thanh lý một phen, ngược lại đem hư linh tộc trưởng thi thể ở tại chỗ này, này trong khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy hết sức cổ quái. Tuy nói hư linh tộc trưởng thi thể ngoại vi còn có một chút không gian che đậy, nhưng mà loại này che lấp thủ đoạn quá mức thô trác, căn bản không gạt được bọn họ những thứ này cường giả chí tôn. Chẳng lẽ trong có bảy? Cái ý niệm này vừa ra, viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn trong lòng giật mình, khí sắc tất cả đều đại biến đột nhiên nhìn về phía một tay vồ bắt hướng hư linh tộc trưởng thi thể thực viên chí tôn. Thực viên chí tôn đại nhân, này hư linh tộc trưởng thi thể quá mức quỷ dị, khả năng có bảy. Hừ, có thể có là cái gì trá? Huyền không chí tôn cho dù liền trước mặt bổn tọa, bản tọa cũng hồn nhiên không sợ, có thể lưu lại cái gì cạm bẫy. Thực viên chí tôn hừ lạnh một tiếng, tuy là nghe được viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn kinh hô, động tác trên tay cũng là đều không ngừng chút nào, trực tiếp tại hắn hư linh tộc trưởng thi thể trên. Mà đúng lúc này, hư linh tộc trưởng trên thân nhất đạo không gian ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Vì ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn trong lòng đột nhiên hiện ra tới một cổ mạnh mẽ nguy cơ, ánh mắt biến đổi, vội vàng gầm nhẹ nói, thực viên chí tôn đại nhân, cẩn thận. Hừ, thật là có trá, chính là thi thể, có thể có cái gì phiền toái, cho bản tọa trấn áp. Thực viên chí tôn hừ lạnh một tiếng, đỉnh cấp chí tôn tu vi chợt bạo phát, quanh một tiếng, đem hư linh tộc trưởng thân thể trực tiếp yên diệt, đồng thời muốn đem này cổ không gian ba động trấn áp xuống. Có thể sau một khắc, sắc mặt hắn thay đổi. Bởi vì tại hư linh tộc trưởng dưới nhục thân, dĩ nhiên là một tòa cổ xưa không gian đại trận, tại hư linh tộc trưởng thân thể bị đánh toái đồng thời, không gian đại trận thụ đến kinh động, trong nháy mắt đưa tới tự bạo ầm uhm. một tiếng thật lớn nổ vang vang vọng đất trời toàn bộ không gian mảnh vỡ trực tiếp hóa thành hắc động ung uhm, ung uhm. một tòa cấp chí tôn đại trận tự bạo tạo thành uy lực cái gì đáng sợ trực tiếp đưa tới kinh thiên nổ vang toàn bộ không gian mảnh vỡ đều bị trong nháy mắt dẫn bạo trong nháy mắt hóa thành hắc động một cổ kinh người không gian sóng xung động trong nháy mắt nổ bể ra tới ầm đáng sợ không gian liệt phùng cùng không gian hắc động trong nháy mắt đánh vào thực viên chí tôn trên thân cút thực viên chí tôn gầm thét cuồn cuộn chí tôn lực theo trong thân thể hắn điên cuồng gào thét ra dĩ nhiên cứng rắn chịu được này không gian hắc động tự bạo lực nhưng mà hắn có thể chịu được không có nghĩa là tất cả mọi người có thể chịu được không được vì ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn tiếng kinh hô trong cuồn cuộn không gian sức nổ, trong nháy mắt thôn vệ hai người. ùng ung. Này chí tôn đại trận dẫn bạo, không chỉ có là dẫn động không gian mảnh vỡ, càng là kinh động toàn bộ hư không hoa hải, trong nháy mắt, toàn bộ hư không hoa hải đều phát ra kinh thiên nổ đùng tiếng, này thâm viên chi địa chỗ sâu hư không hoa hải bí cảnh, như là đưa tới phản ứng dây chuyền, bị vô tận không gian bạo tạc trong nháy mắt nuốt. Này đám người, trừ thực viên chí tôn là đỉnh cấp chí tôn ở ngoài, hắn viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn cũng chỉ là bình thường chí tôn thôi. Đồng thời, bọn chúng lúc trước đang cùng tần trần trong lúc giao thủ, vốn là bị thương nặng, trong khoảng thời gian này tuy là tu phục không ít, nhưng thương thế vẫn chưa chữa trị. Kèm theo một tiếng này nổ vang rung trời, viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn trong nháy mắt bị vô số không gian bạo tạc bao phủ, thân thể trong nháy mắt xé rách rất nhiều vết thương, há mồm phun ra tiên huyết, không ít huyết nhục tại này không gian bạo tạc dưới, trực tiếp bị yên diệt, máu thịt be bét, hóa thành hai cái huyết nhân. Cấp chí tôn đại trận tự bạo uy lực vốn là đáng sợ, lại thêm không gian mảnh vỡ cũng đã hư không hoa hải bạo tạc, thì giống như dẫn động tuyết lỡ một dạng, đưa tới phản ứng dây chuyền. Cơ hồ hơn nửa hư không hoa hải, đều rơi vào bạo tạc trong, trở thành một vùng phế tích. Đáng chết! Thực viên chí tôn lúc này mới phát hiện hậu quả, hắn có thể chống đỡ này không gian bạo tạc, nhưng mà trọng thương viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn đỡ không được à. Nổi giận gầm lên một tiếng, thực viên chí tôn trong thân thể kinh thiên chí tôn lực cuồn cuộn, đem phần lớn không gian sức nổ, trong nháy mắt ngăn cản, cứu viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn tính mệnh. Nhưng dù cho như thế, viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn vẫn là trọng thương, cả người tiên huyết, vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, thậm chí hai người nửa thân hình đều sắp bị nổ tan, không gì sánh được thê thảm. Hai cái này cường giả trí tôn lúc này ánh mắt trong mang theo vô tận sợ hãi. Bọn họ thiếu chút nữa thì như thế chết. Hư không hoa hải, chính là thâm viên chi địa trong đỉnh cấp cấm địa, một khi rơi vào nguy hiểm, chí tôn đều có thể ngã xuống, nếu không phải thực viên trí tôn tại, hai người bọn họ tuyệt đối gánh không được, liền tính là không chết. lúc này sợ cũng đã hấp hối, nhìn vô cùng chật vật, bản thân bị trọng thương viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn, thực uyên chí tôn thình lình rống giận gào thét, đáng chết, là ai, là ai bày xuống bẫy, không phải huyền không chí tôn, hắn làm ra không ra đáng sợ như thế chí tôn đại trận, cũng làm ra không ra như thế cường đại bạo tạc uy lực, loại này cường đại không gian chí tôn đại trận, không những liên hệ lấy này không gian mảnh vỡ còn liên hệ lấy toàn bộ hư không hoa hải, đây tuyệt đối là một tên đỉnh cấp cấp chí tôn trận pháp tông sư. Là phá hoại lão tổ tính toán gia khỏa, bọn chúng quả nhiên. Bọn chúng chính là chính đạo quân người. Thực viên chí tôn diện một dữ tận. Nghĩ đến đối phương lúc trước thoát đi lão tổ truy sát thủ đoạn, thực viên chí tôn trong nháy mắt khẳng định, bày này sát cơ, nhất định là tại loạn thần ma hải lừa ra rất nhiều tranh chấp gia khỏa đáng hận. Nếu như mình chạy tới đầu tiên ở đây, nói không chừng cũng đã bắt đối phương, nhưng đáng tiếc ở trước đó tìm kiếm thời điểm, phí phạm không ít thời gian. Không đúng, bọn chúng cũng tuyệt đối đi tới nơi này bao lâu, nói cách khác, bọn chúng người đang ở phụ cận. Đột nhiên, thực viên trí tôn giật mình tỉnh lại, vừa sợ vừa giận. Hắn đã qua khẳng định bày bẫy này, chính là mới từ loạn thần ma hải trong rời đi bao lâu tầng trần mấy người, như vậy đối phương hiển nhiên cũng đi tới nơi này bao lâu đầu tiên là giải quyết nhìn chầm chầm không ma tộc hư ma tộc cao thủ sau đó ở chỗ này bày như thế một cái bẫy đối phương khẳng định còn đi xa ầm uhm. thực viên chí tôn trong nháy mắt phóng lên cao đáng sợ chí tôn lực trong nháy mắt cuồn cuộn ra hắn có tại đây cơ hồ hóa thành phế tích hư không hoa hải trong tìm kiếm hôm nay hư không hoa hải đang kinh thiên nổ vang bạo tạc dưới Bên trong cũng đã triệt để hóa thành hắc động, căn bản không có khả năng giấu được người. Mà bên ngoài cũng là cuồn cuộn không gian liệt phùng cùng ba động, hiển nhiên cũng cơ hồ không có khả năng giấu người. Tối trọng yếu là đối phương không phải là đồ ngốc, không có khả năng lưu lại nơi này hư không hoa hải trong, tất nhiên tại chính mình đến trước cũng đã trước tiên rời khỏi. Nhưng là bọn chúng rời khỏi khoảng cách tuyệt đối không xa. Ầm uhm đáng sợ đỉnh cấp chí tôn khí tức, trong nháy mắt lan ra đi ra ngoài, không những khuếch tán. Ước chừng chốc lát sau, thực viên chí tôn con ngươi đột nhiên thu hẹp. Tìm được. Thực viên chí tôn mừng như điên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thoát một cái, đột nhiên xông về hư không hoa hải bên ngoài một chỗ hư không. Mà trọng thương viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn cũng không dám thờ ơ, ào ào xuất ra ma đang nuốt vào sau, mặt bên chữa thương, mặt bên chật vật đi theo thực viên chí tôn đi chốc lát sau tam đại cường giả chí tôn dĩ nhiên đi tới lúc trước tầng trần bọn chúng rời khỏi không gian truyền tống trận phế tích trước đó chính là chỗ này vừa mới nơi này có một tòa không gian truyền tống trận nhưng đáng tiếc bị hủy thực viên chí tôn vừa kinh vừa sợ hắn tuy là tìm được tầng trần bọn chúng rời đi không gian truyền tống trận chỗ thế nhưng truyền tống trận này tại truyền tống xong đối phương sau dĩ nhiên tự hủy như thế nào tìm kiếm thật là giảo hoạt thủ đoạn thực viên chí tôn tức giận đối phương lần này sử dụng loại thủ đoạn này quả thực là để cho hắn thúc thủ vô sách bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn có theo sát thủ đoạn nhắm mắt lại một cổ vô hình lực lượng đột nhiên bao phủ thực viên chí tôn trong tay xuất hiện một khối đen kịp trận bàn quanh trận bàn này bạo phát khí tức đáng sợ, trong nháy mắt khóa chặt tàn phá truyền tống phế tích. Tìm được, đối phương dường như. Về cái hướng kia đi. Thực viên trí tôn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía trong hư không một cái phương vị. Tuy là, truyền tống đại trận đã bị hủy, nhưng là từ bị phá hủy đại trận trong, hắn vẫn là có thể cảm nhận được một chút manh mối. Không đúng. Nhưng đột nhiên, thực viên trí tôn ánh mắt lại là ngưng lại khẽ nhíu mày bởi vì trừ truyền tống đại trận trong chui tới khí tức ở ngoài hắn cư nhiên tại một hướng khác cũng cảm nhận đến đối phương rời đi khí tức lại có hai đạo rời đi khí tức phương hướng đây tột cùng đối phương nghi binh kế sách hay là nói đối phương xác định hướng hai cái phương hướng đi hai người các ngươi về cái hướng kia tìm kiếm nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn trước tiên thông tri bản tọa. Thực viên chí tôn trầm tư chốc lát, không dám trễ nải quá lâu, trước tiên hướng về phía viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn nói, chỉ hướng ma lệ nhất đạo ma cổ chân thân phương hướng trời đi nói. Viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn khí sắc tức khắc khẽ biến, vội vàng nói, thực viên chí tôn đại nhân, chúng ta hai người hôm nay bản thân bị trọng thương, nếu thật gặp phải lúc trước mấy người kia, sợ là phim ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn lúc này đã là kinh hồn tán đảm một đường tới bọn chúng một loại bị đối phương tính toán liên tục chịu thiệt tại loạn thần ma đảo trên cùng bọn họ giao thủ cường giả thực lực bản thân cũng không yếu cho bọn chúng về sau tập kích minh giới cường giả thực lực cũng bất phàm nếu là lại tăng thêm này không ma tộc huyền không chí tôn nếu là bọn họ hai cái tại thời kỳ toàn thịnh tự nhiên không sợ nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương một khi gặp phải đối phương sợ là nghĩ tới đây hai người trong lòng liền nổi hết da gà nói thật hai người bọn họ là thật không muốn cùng thực viên chí tôn tách ra đến hiện tại hai người bọn họ đã có chút sợ nhưng mà thực viên chí tôn nhưng căn bản không để ý tới bọn chúng ý nghĩ hừ lạnh nói viêm ma chí tôn hắc mộ chí tôn hai người các ngươi tốt xấu cũng là cấp chí tôn cường giả, làm sao, cái này sợ. Để cho các ngươi truy tung một cái đối phương cũng không dám. Thực viên chí tôn sắc mặt băng lãnh, tức giận nói. Ăn lớn như vậy thua thiệt, dưới trướng hắn hai đại cường giả chí tôn, thậm chí ngay cả truy tung đối phương cũng không dám, trong lòng làm sao không nộ. Phế vật, đều là một đám phế vật. Thực viên chí tôn đại nhân, cũng không phải là chúng ta sợ, mà là đối phương thủ đoạn giảo hoạt vạn nhất có cái gì âm mưu âm mưu hừ bản tọa còn thật sự hy vọng bọn họ đối với bản tọa thi triển cái gì âm mưu thực viên chí tôn ánh mắt băng lãnh loại này đuổi theo không khí cảm giác để cho hắn quá mức tức giận hắn quá muốn cùng đối phương tiến hành một phen giao phong nếu đối phương thật có cái gì âm mưu hắn thậm chí không kịp chờ đợi được đều đừng nói thực viên chí tôn thờ ơ quét viên ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn hai người một cái, lạnh giọng nói, bản tọa chỉ là để cho các ngươi truy tung lên mà thôi, cũng không phải là để các ngươi giết địch, các ngươi chỉ cần tìm được tung tích đối phương, một khi xác định, lập tức đưa tin bản tọa, không cần các ngươi động thủ, nếu như liền này đều làm không được đến, bản tọa muốn các ngươi tác dụng gì. Thực viên chí tôn đem lời cổ tay, lúc này lười để ý viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn quanh một tiếng, thân hình trong nháy mắt hướng kia không gian truyền tống trận truyền tống hướng hư không phương hướng, trong nháy mắt bạo lướt đi, biến bất không còn một mảnh. Hắn biết mình để lỡ nữa, sợ là thật sẽ bị đối phương trốn, đến lúc đó đừng nói lão tổ không có tha thứ hắn, liền chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nhìn thực viên trí tôn biến bất, viêm ma chí tôn cùng hắc mộ trí tôn mặt tái nhợt, viêm ma chí tôn bất mãn nói, Viên Ma Lão Tổ tại sao lại tìm như thế một cái truyền nhân? Quả thực ngu ngốc một cái. Hư, ngươi không muốn sống sao? Hắc Mộ Chí Tôn hoảng sợ nhìn Viên Ma Chí Tôn. Hư, chẳng lẽ không đúng sao? Viên Ma Chí Tôn nộ quát một tiếng, biết rõ thực lực đối phương không yếu, thủ đoạn đáng sợ dưới tình huống, lại còn chia. Còn có lúc trước thi thể, ngu ngốc một cái thì có khả năng nhìn ra có gì đó quái lạ dưới tình huống thực viên chí tôn ỷ vào tu vi cao thâm, lại dám trực tiếp phải đi đụng chạm, kết quả đưa tới thâm viên chi địa trong hư không hoa hải cấm địa bạo tạc. Hại phải hai người bọn họ trọng thương. Nếu không phải thực viên chí tôn ngu ngốc, hai người bọn họ sao lại rơi xuống mức độ này? Bất quá, viêm ma chí tôn cũng biết thực viên chí tôn tuyệt không phải là hắn có thể đơn giản trách móc, cũng không phải lại nói cái gì. Hắc mộ, chúng ta hiện tại làm sao đây? có thể làm sao đây? Thực viên chí tôn đại nhân hiệu lệnh, chúng ta căn bản là không có cách ngỗ ngược, chỉ có thể truy tung lên, bất quá, ta ngươi thương thế chưa lành, có thể mặt bên khôi phục chữa thương, vừa cùng tung, còn như có thể hay không đuổi theo, không phải là chúng ta có thể quyết định. Hắc mộ chí tôn lời này, để viêm ma chí tôn đôi mắt sáng ngời, chuyện này. Ngược lại ý kiến hay. Sưu sưu hai người trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang đột nhiên biến mất mà ở trong đó đã phát sinh toàn bộ tự nhiên cũng bị núp ở hư không hoa hải trong tầng trần bọn chúng nhìn nhất thanh nhị sở này thực viên chí tôn cũng thái bạch si chứ này liền rời đi xích phim ma quân mặt kinh ngạc lúc trước mấy người bọn hắn liền trốn ở chỗ này trong lòng run sợ sợ bị thực viên chí tôn cho nhận ra được có thế khiến hắn tuyệt đối nghĩ đến là, thực viên chí tôn tại bạo tạc sau, hoàn toàn chắc định bọn chúng không có ở tại chỗ này, còn lại hư không hoa hải đều thăm dò, liền trực tiếp dọc theo tầng trần cố ý bày manh mối truy tung đi xuống, điều này làm cho xích viêm ma quân đều nhanh không nói gì. Đây cũng quá dễ gạt điểm. Ma lệ cùng la hầu ma tổ cũng là lạnh lùng mắt nhìn tầng trần, ánh mắt ngưng trọng, tiểu tử này, xác định có bản lĩnh người ở bên ngoài nhìn lại, thực viên trí tôn giống như ngu ngốc điểm, căn bản đều điều tra bọn chúng chỗ tại hư không hoa hải, nhưng mà la hầu ma tổ lại biết, đây là bởi vì hắn tại tầng trần an bài dưới, cố ý bố trí chí tôn đại trận cạm bẫy. Hư không hoa hải bạo động, dĩ nhiên đem toàn bộ hư không hoa hải đều oanh tạc thất thất bát bát, chỉ còn dư lại một ít tàn phá địa phương còn tồn hoàn hảo, nhưng cũng là cực lăng loạn, cơ hồ không cách nào giấu người. Tại thực viên chí tôn bọn chúng nhìn lại, ở đây đã là bị phá hư cực triệt để vực, nếu là có người ấn dấu tại chỗ này, cũng tất nhiên sẽ đang nổ phía dưới bảo lưu đi ra. Cái này cùng, một người núp ở đống cỏ khô trong, sau đó tại kẻ khác đến trước, cố ý đem đống cỏ khô theo bên ngoài miễn châm lửa, mà có truy tung người chạy tới, thấy là một tòa châm lửa đống cỏ khô, thậm chí còn bị này trên đống cỏ hỏa đốt đến chính mình tự nhiên sẽ vô ý thức cảm thấy cái này đã bị hỏa hoạn đốt cháy đống cỏ khô trong căn bản sẽ không có người từ đó ngược lại tìm kiếm khác phương hướng nào ngờ tầng trần bọn chúng chính là trốn ở này bị đốt đống cỏ khô trong đây là một loại đứng ở sau đèn thì tối cũng tục xưng nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương thông qua tiềm thức khống chế kẻ khác tâm lý để đạt tới bản thân ý định đối với người có rất mạnh trong lòng tố chất yêu cầu. Mà Tần Trần lại làm đến. Tần Trần tiểu tử, chúng ta kế tiếp làm sao đây? La Hầu Ma Tổ Trần giọng nói. Tần Trần ánh mắt lóe lên, vẫn chưa trả lời, mà là nhìn về phía Ma Lệ, Ma Lệ, ngươi cứ nói đi. Ma Lệ ngẩn ra, lúc đầu, hắn là chuẩn bị lợi dụng khi cơ hội lần này, lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng lúc này thấy Tần Trần ánh mắt, ma lệ trong lòng hơi động, sau một khắc, nhất đạo lăng lệ sát cơ theo hắn mắt lóe lên liền biến mất. Ma lệ xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên cau mày nói, tần trần, ngươi chẳng lẽ để mắt tới hai cái ma tộc chí tôn chứ? Ôi ôi! Tần trần tức khắc cười, này ma lệ, thật đúng là thông minh, cư nhiên phát hiện mình mục đích. Sai, tại phát hiện thực viên chí tôn chia sau, tần trần ngay lập tức sẽ động tâm. Hôm nay viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn đều bản thân bị trọng thương. Nếu là có thể bắt hai người này, sợ là đối với ma tộc một cái lớn đã kích lớn. Khí Thấy tần trần biểu tình, ma lệ tức khắc hít một hơi lãnh khí. Hắn cũng hiểu được, bản thân quả nhiên đoán đúng tần trần tâm tư. Để mắt tới hai cái ma tộc chí tôn. Tần trần tiểu tử, ngươi đây không phải là tại tìm chết sao? La hầu ma tổ kinh sợ, khó có thể tin nhìn tần trần, ánh mắt thì giống như nhìn một người điên, vì ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn tốt xấu cũng là cấp chí tôn cường giả, tuy là bản thân bị trọng thương, há là đơn giản có thể đối phó, hai người này tuy là không đủ làm gì, nhưng mà một khi kiên trì nổi, cùng thực viên chí tôn đến, chúng ta khả năng liền nguy hiểm, ngươi thật sự cho rằng này uyên ma tộc tộc trưởng là phế vật à. Vì ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn không đủ làm gì, nhưng thực viên trí tôn nhưng tuyệt không phải nhân vật bình thường, đỉnh cấp cường giả trí tôn, tuyệt không phải bọn chúng bây giờ có thể đối phó. then chốt tại đây ma giới trong, đối phương đơn giản liền có thể mang đến hiệu triệu tới vô số cường giả. Tần Trần cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nói, sợ cái gì? Cầu giàu sang trong nguy hiểm. Sợ sẽ không tới nơi này. Ma dịp, nếu như chỉ còn thực viên trí tôn một người, ngươi có chắc chắn hay không để cho chúng ta tránh thoát đối phương truy tung? Tần Trần thăm dò uyên ma chi chủ. Chủ nhân, chỉ cần không chính diện đối mặt, cho thuộc hạ cơ hội cũng không có vấn đề. Uyên ma chi chủ khẳng định nói, nếu như lão tổ xuất thủ, thuộc hạ sợ là bất lực. Nhưng này thực uyên trí tôn, không phải thuộc hạ kinh thường hắn. Trước kia nếu không phải thuộc hạ bị nhốt, này uyên ma tộc chức tộc trưởng có thể không tới phiên hắn tới làm. Đã như vậy, vậy còn chờ cái gì, đi thôi." Tần Trần cười lạnh một tiếng, "Sưu, lúc này hướng Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn biến mất chỗ đang truy tung đi." "Lệ Nhi, La Hầu Ma Tổ đại nhân." Xích Viêm Ma Quân nhìn liền hướng Ma Lệ cùng La Hầu Ma Tổ. "Đi." Ma Lệ cùng La Hầu Ma Tổ liếc nhau, trong ánh mắt đều là thoáng qua một chút tàn khốc, theo sát lên hai người bọn họ cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Xích phim ma quân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng đành phải theo sau, nàng là nhìn ra, la hầu ma tổ cùng ma lệ hiện tại đã hoàn toàn là bị này tần trần xúi dục. Bất quá xích phim ma quân cũng hiểu rõ, cầu giàu sang trong nguy hiểm, mấy năm nay bọn hắn cũng đều là theo sát lục trong đi tới, tự nhiên sẽ hiểu trước sợ lan sau sợ hổ căn bản làm không được sự tình. Thấy ma lệ đám người đuổi theo, tần trần khóe miệng vẽ lên vẻ mỉm cười hỗn độn thế giới trong huyền không chí tôn nhìn tê cả da đầu hắn tuy là bị vây mảnh này trong không gian thần bí nhưng tần trần cố ý buông ra một ít cấm chế để cho hắn có thể quan sát được bên ngoài một ít tình hình nhìn thấy tần trần lại dám đuổi theo viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn tức khắc trong lòng có chút kinh hãi không biết tần trần cuối cùng muốn làm cái gì đang khiếp sợ đồng thời trong thân thể hắn cũng là tản mát đi ra một cổ vô hình không gian chi lực, cố gắng phân tích chỗ ở mình tiểu thế giới hư không, muốn chạy khỏi nơi này. Tuy là, hắn cũng nhìn ra tầng trần bọn họ tự hồ cũng không phải là ma tộc người, nhưng mà có thể có cơ hội bỏ trốn, người muốn bị hạn chế tự do. Chỉ là, hắn vừa mới động. Hừ. Nhất đạo băng lãnh viên ma chi lực quanh nhiễu xuống tới, trong nháy mắt cầm cố lại huyền không chí tôn là uyên ma chi chủ, xuất hiện tại huyền không chí tôn trước người, hừ lạnh nói, huyền không chí tôn, bản tọa khuyên ngươi đừng dở trò, bằng không, tuy là các hạ là chính đạo quân người, nhưng cũng đừng trách bản tọa không khách khí, huống chi, ngươi coi như thật chạy, có thể chạy đi đâu. Chớ quên, ngươi không ma tộc toàn bộ tộc nhân, cũng đều tại chủ nhân nắm trong lòng bàn tay đây. Ngươi Huyền không chí tôn trong lòng cả kinh, ban nảy hắn chỉ là nhẹ phân tích xuống bốn phía hư không dĩ nhiên cũng bị này uyên ma chi chủ phát hiện ra người này cảm nhận lại bén nhạy như vậy tức khắc huyền không chí tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ hiện tại người là đau thất ta là cá thịt hắn tự nhiên không được dám nắc tội uyên ma chi chủ huống chi nữ nhi của hắn cùng toàn bộ tộc nhân xác định đều còn ở trong tay đối phương đúng như đối phương chỗ nói hắn mặc dù chạy đi chẳng lẽ còn có thể vứt bỏ toàn bộ tộc nhân một người chạy trốn sao đối phương nếu không giết hắn tự nhiên còn có tác dụng chỗ có thể chọc giận đối phương sợ là cho cả một tộc quần cũng sẽ mang đến tai nạn duy nhất để huyền không chí tôn không hiểu là hắn không gian tạo nghệ cực cao nhất tuy là ma diệp chính là uyên ma tộc nhân nhưng luận không gian tạo nghệ đối phương là tuyệt đối không bằng hắn nhưng đối phương nhưng trong nháy mắt liền cảm nhận đến hắn cử động khiến cho hắn cực ngoài ý muốn. Huyền không chí tôn không biết là, hắn chỗ tại vùng hư không này, cũng không phải là cái gì tiểu thế giới, mà là tầng trần hỗn độn thế giới, mặc kệ hắn ở chỗ này làm ra bất kỳ động tác gì, cũng sẽ bị tầng trần trong nháy mắt cảm nhận đến. Liền uyên ma chi chủ đang chuẩn bị rời khỏi lúc, đột nhiên, hắn bên tai động động. Huyền ma chi chủ lần thứ hai nhìn về phía huyền không chí tôn nói, huyền không chí tôn, người có biết phụ cận đây có cái gì có thể ẩn náu khí tức chiến đấu không có đưa tới khí tức quá mức tản mắt cấm địa có cấm địa huyền không chí tôn ngẩn ra đúng đặc biệt cái loại này hiểm địa cho dù chí tôn cảm nhận đơn giản cũng không cách nào tìm hiểu hoàn cảnh chung quanh cái loại này huyền ma chi chủ nói huyền không chí tôn ánh mắt lóe lên đối phương đây là muốn làm cái gì liền hắn con ngươi đảo một vòng, suy nghĩ đối phương ý nghĩ, suy nghĩ có hay không có cái gì cách làm, có thể làm cho mình thoát thân thời điểm, liền gặp được uyên ma chi chủ khóe miệng vẽ lên một chút trào phúng cười lạnh nói, huyền không chí tôn, ta khuyên ngươi đừng kéo cái gì yêu thiêu thân, các ngươi không ma tộc toàn tộc hiện tại tại trong tay chúng ta, dám làm cái gì động tác, bản tọa có thể bảo đảm ngươi không ma tộc nhìn không thấy ngày mai ma nhật. Huyền không chí tôn đau khổ cười một tiếng trước, hắn thật là có quyết định này, bất quá nghe lời này, hắn là không dám nữa đùa giỡn cái gì tâm cơ, hôm nay tại trong tay đối phương, hắn là không có lực phản kháng chút nào, còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời. Đối phương, dường như cũng có giết bọn hắn suy nghĩ. Ta xác nhận rõ biết một cái. Huyền không chí tôn gật đầu. Nói ra. Lúc này, huyền không chí tôn hướng về phía biên ma chi chủ nói ra chỗ đó bên ngoài. Thâm viên chi địa chỗ sâu. Sưu, Tần trần mấy người, đang nhanh chóng bay đi. Dựa vào tầng trần co nhẹ thâm viên lực năng lực, mấy người tại này thâm viên chi địa quả thực là như cá gặp nước. Tần trần tiểu tử, chúng ta đây đi cái gì địa phương? Vì ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn khí tức, dường như không được tại cái phương hướng này đi, chúng ta đi thiên đi. La hầu ma tổ đột nhiên cao mày nói tại hắn cảm nhận bên trong, viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn tựa hồ tại bên trái vị trí, có thể Tần trần, lại mang tho bọn hắn hướng bên phải phương hướng đi. Tần trần hừ lạnh một câu, ai nói chúng ta muốn liên tục đi theo viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn, như vậy truy tung lên, quá lãng phí thời gian, thế phải đến lúc nào? La hầu ma tổ cùng xích viêm ma quân ngẩn ra. Ngươi không phải nói muốn đối lấy hai người hạ thủ sao? không đi theo viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn chúng ta còn làm sao hành động xích viêm ma quân cùng la hầu ma tổ đều sửng sốt cao mày nói hai người ngu ngốc các ngươi đi theo ta là được không hiểu các ngươi hỏi ma lệ tần trần hừ lạnh một tiếng lười nhác giải thích hỏi ma lệ la hầu ma tổ cùng xích viêm ma quân đều nghi hoặc mắt nhìn ma lệ cái này cùng ma lệ có cái gì quan hệ Ma lệ cảm thụ được hai người nghi hoặc, cũng có chút không nói gì, bất quá ngược lại không tiện chối từ, liền giải thích một câu, Tần Trần nói không sai, bất quá tạm thời không có như vậy nhiều thời gian giải thích, các ngươi đi theo là được. Nghe ma lệ cũng nói như vậy, la hầu ma tổ cùng xích viêm ma quân chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, theo sát lên. Sư Ước chừng nửa nén hương sau, Tần Trần mấy người, dĩ nhiên đi tới một mảnh vẫn thạch địa điểm trong hư không, rất nhiều sao băng huyền phù ở đó, chi chít, một cái nhìn không thấy phần cuối, đều là từng khỏa ma tinh hủy diệt sau lưu lại theo vẫn thạch. Những thứ này ma vẫn thạch trong từng khỏa đều tản ra làm người sợ hãi khí tức, mang theo khí tức hủy diệt, khiến người ta cảm thấy cực nguy hiểm. Chính là chỗ này. Tần trần ánh mắt lóe lên, nhanh chóng bay đi vào vẫn thạch khu vực, đồng thời tại đây hư không theo vẫn thạch liên tục tìm tòi sau đến gần, tần trần dĩ nhiên tại một chỗ có rất nhiều thật lớn vẫn thạch địa phương dừng lại. ngay sau đó tần trần trong tay nhanh chóng ném ra từng cái trận kỳ. những trận kỳ này trong khoảnh khắc liền ẩn vào đến trong hư không. thấy La hầu ma tổ còn có chút sững sờ, tần trần lập tức hừ lạnh nói, la hầu ma tổ còn lo lắng càng cái gì, còn không mau bày trận. la hầu ma tổ sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là ở một bên bố trí hắn nhìn ra, Tần Trần hiển nhiên là muốn ở chỗ này phục kích viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn, nhưng hắn làm sao có thể xác định hai người này nhất định sẽ tới đến nơi đây. Cái ý niệm này vừa ra, la hầu ma tổ cũng là sửng sốt, thẳng mắt nhìn một bên ma lệ, đầu óc trong nháy mắt hiểu được. Mẹ! Hắn hung hăng cho mình một chú ý, mẹ kiếp, hắn đều quên mất, viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn là truy tung ma lệ thật cổ phân thân đi, mà thật cổ phân thân chính là chịu ma lệ khống chế, chỉ cần ma lệ nguyện ý, hoàn toàn có thể mang viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn dẫn qua đến. Nghĩ đến bản thân trước hành động ngu ngốc, la hầu ma tổ tức khắc có chút không nói gì. Trong lòng hắn lúc này dũng động phấn chấn chi sắc, bắt đầu nhanh chóng bố trí đại trận. Mà lúc này xích viêm ma quân cũng hiểu nguyên do. Đoàn người, nhanh chóng bố trí. Ma lệ còn lại dựa vào ngươi tần trần đang bố trí thời điểm hướng về phía ma lệ khẽ quát một tiếng ma lệ lúc này gật đầu ngồi xếp bằng trên thân dũng động đi ra một cổ vô hình lực lượng tự hồ tại dẫn động cái gì chốc lát sau tần trần dĩ nhiên đem rất nhiều trận kỳ ẩn vào đến trong vùng hư không này mà ma lệ cũng thẳng mở mắt trầm giọng nói mọi người cẩn thận tới mọi người cả kinh nhanh chóng ẩn giấu ẩn núp sưu. Liền thấy nhất đạo bóng người màu đen, nhanh chóng lướt vào vào đây, đúng là ma lệ thật cổ phân thân, này nhất đạo thật cổ phân thân, trong nháy mắt liền tiến vào đến ma lệ trong thân thể. Quanh một tiếng, ma lệ cảm giác mình ban nảy suy yếu không ít thân hình, một lần nữa khôi phục trạng thái tột cùng. Trên mặt hắn tức khắc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nơi xa, mơ hồ có hai đạo khí tức đáng sợ đang nhanh chóng lướt tới mọi người cẩn thận, trước ẩn núp. Không cần tần trần mở miệng, mọi người dĩ nhiên mai phục tại mấy khỏa vẫn thạch sau. Mới vừa rồi còn có chút nóng hống vẫn thạch khu vực trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Sưu sưu. Lúc này, hai đạo trên thân tản ra khí tức đáng sợ thân ảnh, đột nhiên đi tới vẫn thạch khu vực ở ngoài, đúng là viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn. Thấy trước mặt vẫn thạch khu vực, Viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn ánh mắt lập tức động lại. Khi khí tức dường như đi vào đến trong này đi, làm sao đây? Hắc mộ chí tôn nói, khí sắc có ngưng trọng. Trước mặt vẫn thạch khu vực, che khuất bầu trời, chỉ xem một chút, cũng biết cực nguy hiểm. Có thể làm thế nào, thực viên chí tôn đại nhân bố hạ mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể nghe theo, huống chi, lão tổ cũng chú ý chuyện này, nếu như trở về lão tổ quay về biết được chúng ta vẫn chưa xuất toàn lực tất nhiên sẽ nguy hiểm có thể chuyện này hừ vào xem cẩn thận một chút một ít điều tra đối phương làm chủ không nên tùy tiện xuất kích là được lúc trước đạo kia khí tức dường như cũng không tính cường đại có thể là cố ý dẫn ra chúng ta thực viên chí tôn đại nhân truy tung hẳn là mới là chân chính mấy cái gia khỏa có khả năng viên ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn hai bên giao lưu. Lúc này, bọn chúng thương thế cũng đã khôi phục một ít, đồng thời, trước bọn chúng đang truy tung trong quá trình cũng đã phát hiện bọn chúng chỗ truy tung đạo kia khí tức, cũng không tính quá cường đại. Sở dĩ, thấy trước mặt này vẫn thạch khu vực, bọn chúng mới vừa mới đi vào. Dù sao, nếu để cho thực viên chí tôn đại nhân biết rõ bọn chúng xuất công không xuất lực, chắc chắn phiền toái. Sưu sưu hai người đi vào này vẫn thạch khu vực, đồng thời trong tay phát ra mỗi cái vũ khí, một là một cái màu lửa đỏ đại đạo trưởng tiên, một là một khối mực tấm bia đá màu đen, cầm ở trong tay, cảnh giác nhìn bốn phía, dọc theo ma lệ chân cổ phân thân chỗ lưu xuống khí tức vào trong tới gần. Liền hai người xâm nhập bao lâu, đột nhiên hai người nhíu mày, hừng, ban nảy cổ khí tức kia, dường như biến mất. Lộng sát. Đúng lúc này, một bên một khối thật lớn vẫn thạch đột nhiên phát ra nhất đạo thanh âm rất nhỏ. Người nào? Viêm ma chí tôn gầm thét một tiếng, chợt một roi đập tới, banh một tiếng, một khối vẫn thạch trực tiếp bạo vỡ đi ra, nhất đạo đen kịp cái bóng theo vẫn thạch lúc sau trong hư không bị trực tiếp chém bay ra ngoài, hoảng sợ hướng vẫn thạch bên ngoài khu vực. Đúng là ma lệ. Là tiểu tử kia. Hắc mộ chí tôn một cái liền nhận ra, người trước mắt này, chính là trước kia tại loạn thần ma đảo cố gắng tập kích nhà hắn khỏa. Ở nơi này gia khỏa một người. Đuổi theo, bắt hắn lại. Thấy ma lệ, vì ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn nhất tề lệ quát một tiếng, ma lệ tu vi là đương thời yếu nhất một cái, vẹn vẹn chỉ là nửa bước chí tôn thôi, hai người tự nhiên không sợ. Ầm ầm, nhất đạo lớn bia đá lớn từ trên bầu trời ầm ầm giáng xuống cuồn cuộn thạch bi mang theo khí tức đáng sợ, trong nháy mắt phong tỏa hư không vô tận, hướng về phía ma lệ ầm ầm tráo hạ xuống. Hắn muốn vây khốn ma lệ. Đáng chết! Ma lệ thần sắc kinh sợ, vội vàng đấm ra một quyền đi, lập tức vô tận ma uy trút ra ngoài, cùng mênh mông cổ bi ầm ầm đụng vào nhau, liền nghe được quanh một tiếng, ma lệ cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Đây không phải là giả vờ, một kích dưới, ma lệ liền thụ thương. Đáng hận. Ma lệ trong lòng dữ tợn, tuy là hắn thiên phú kinh người, nhưng là cùng chí tôn so sánh, kém một cảnh giới, thật không biết tần trần biến thái, là làm sao lấy đỉnh phong thiên tôn tu vi, cùng chí tôn giao phong. Thầm nghĩ lấy, ma lệ thân hình cũng không hiểu, vội vàng hướng vẫn thạch khu vực bên ngoài bạo lướt đi. Hắn thụ thương. Đuổi theo. Viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn nhất tề lệ quát một tiếng. Rầm rầm. Hai đại chí tôn vội vàng truy đuổi lên, liền thấy viêm ma chí tôn trong tay màu lửa đỏ trường tiên đột nhiên dũng động, quanh một tiếng, trường tiên vũ động, vùng thế giới này trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm đại dương, trường tiên trong khoảnh khắc liền hóa thành nhất đạo hỏa diễm cự long, từ hỏa diễm quy tắc chỗ ngưng tụ mà thành hỏa diễm cự long, hướng ma lệ trong nháy mắt cuốn quanh mà tới. Ào ào hỏa diễm trường tiên vũ động phong tỏa toàn bộ thiên địa tiểu tử thúc thủ chịu trói dám can đảm phá hoại ma tộc đại nhân tính toán tự tìm cái chết hắc mộ chí tôn cũng hừ lạnh một tiếng hắc sắc thạch bi ầm ầm giáng xuống cùng hỏa diễm kia trường tiên cùng nhau vây khốn ma lệ a à. ma lệ gào thét hai đại cường giả chí tôn lực lượng cái gì đáng sợ hắn cho dù thiên phú cao tới đâu trong lúc nhất thời cũng có chút không cách nào ngăn cản, chỉ là điên cuồng thôi động bên trong cổ thần chi lực, cố gắng ngăn trở đối phương công kích, đồng thời điên cuồng thôn phệ trong lực lượng. Vù vù. Vì ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn lực lượng, lại bị ma lệ điên cuồng thôn phệ đến trong thân thể. Cùng cuộn lực hỏa diễm cùng hắc sắc thạch đi lực, bị cổ thần chi lực chậm rãi luyện hóa, hóa thành ma lệ lực lượng. Cái gì? người này có thể thôn phệ chúng ta lực lượng viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn biến sắc thần sắc hoảng sợ bọn họ đều là cường giả chí tôn hơn nữa còn là trong công kích lực lượng lại sẽ bị một cái liền chí tôn không phải người thôn phệ này để cho bọn họ làm sao có thể tin tưởng lúc này hai người thần sắc khẽ biến liếc nhau đột nhiên ăn ý gầm thét một tiếng quanh thân thể hai người trong nhất tề dũng động đi ra một cổ vô tận lực lượng bản nguyên đúng là thiêu đốt bản nguyên hai đại cường giả chí tôn đối mặt một nửa bức chí tôn lại muốn thiêu đốt bản nguyên truyền đi sợ là kinh hải toàn bộ vũ trụ nhưng mà viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn cũng là có bất kỳ mất tự nhiên hôm nay hai người bọn họ trên thân đều bị thương tự nhiên không dám kinh thường bắt trước người này lại nói bắt người này mình ở lão tổ phía trước lại hảo giao thay thậm chí có có thể sẽ nhận được lão tổ ngợi khen một tiếng ầm vang chính đang điên cùng thôn vệ hai người lực lượng ma lệ tức khắc không thể chịu đựng kinh khủng như vậy lực lượng lúc này phun ra một nguồn máu tươi trọng trọng ném bay ra ngoài cả người tiên huyết lệ nhi cách đó không xa xích phim ma quân thần sắc kinh sợ muốn giết đi ra ngoài lại bị tần trần trực tiếp ngăn lại tần trần Xích viêm ma quân truyền âm gầm thét, đừng có gấp, còn không phải lúc. Ma lệ chính mình đều nói, ngươi cấp cái gì? Tần Trần băng lãnh lời nói, bây giờ còn chưa phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất. A, à, lúc này, ma lệ cả người tiên huyết gầm thét một tiếng, xoay người chạy. Hừ, còn muốn chạy trốn? Thấy thế, viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn một lòng là triệt để để xuống bọn chúng xem như là nhìn ra, ở đây, cũng có phục kích, người trước mắt quả nhiên là vì dẫn bỏ hắn cắt mà chia đi ra một người. Bằng không nếu là có phục kích, đối phương sao lại trọng thương đến trình độ này còn người xuất thủ. Dù sao những thứ này gia khỏa trước chưa từng thấy đến hư không hoa hải bọn chúng trọng thương cảnh tượng, sao dám bốc lên như vậy hiểm, sẽ không sợ người mình tại chỗ bị bọn chúng giết chết. Sở dĩ hai người một lòng, là triệt để thả lỏng mà đừng xem hai người lúc trước ung dung. Thực ra tinh thần bọn họ lực đều độ cao tập trung, bởi vì lúc trước tại loạn thần ma đảo bị kém chút ám sát, như thế nào dám sơ suất? Quanh một tiếng, ma lệ hóa thành lưu quang, điên cuồng bay đi. Hừ, liền cắt hạ một người, còn muốn phản kháng? Viên ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn cười lạnh một tiếng, đột nhiên điên cuồng đuổi theo tới. Sau một khắc, bọn chúng liền thấy ở phía xa một viên vẫn thạch trên. Lúc trước còn điên cuồng chạy trốn người nọ, đột nhiên dừng lại, ánh mắt băng lãnh nhìn tho bọn hắn, khóe miệng còn phát họa một chút nở nụ cười trào phúng. "Hả? Không hiểu." Vi Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn trong lòng đột nhiên mọc lên một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. "Không được." Hai người trong lòng động nhưng dũng động mạnh mẽ nguy cơ, cả người lông tơ dựng thẳng lên. "Mà vào giờ khắc này, động thủ." nhất đạo băng lãnh quát lạnh tiếng vang lên, quanh tiếng, liền thấy toàn bộ vẫn thạch khu vực, nhất đạo đáng sợ trận quang, đột nhiên đem dâng lên. ầm ầm đáng sợ hỗn độn đại trận, trong nháy mắt đem hai người bao vây. Sư, có tỏa ra kinh khủng này chí tôn khí tức thân ảnh, thoáng cái bạo lướt đi ra. Đáng chết, trúng kế, chạy mau. Viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn gầm thét một tiếng, thân hình đột nhiên chợt lui, còn chưa nhìn thấy địch nhân thân ảnh, bọn chúng cũng đã lui. Nhưng mà, bọn chúng vừa lui, phía sau nhất đạo mạnh mẽ cảm giác nguy cơ liền truyền lại mà tới. Phía sau có người. Hai người vội vàng quay đầu. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn về phía trước một chỗ hư không, cái này nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, chính là từ vùng hư không đó truyền lại mà tới. Cúc. Ầm ầm nghĩ cũng nghĩ, hai đại cường giả chí tôn vô ý thức liền hướng vùng hư không đó chợt đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, cuồn cuộn quyền lãng giống như đại dương bao la, mang theo đáng sợ chí tôn khí tức, đem vùng hư không đó tất cả đều bao phủ. Kiệt kiệt kiệt, nghĩ không ra các hạ phản ứng bén nhạy như vậy, có thể cảm nhận đến bản tổ tồn tại. Ầm ầm. Khi vùng hư không đó nổ tung thời điểm, một đạo thân ảnh theo chỗ kia trong hư không bỗng nhiên lướt đi, đúng là la hầu ma tổ, trên người hắn biến ảo ma khí, giống như một tôn thần chi một dạng, trong nháy mắt hàng lâm, giết tới. Quanh, bay đi trong, thân thể hắn đột nhiên biến phải bàn đại, giống như một tôn ma thần, nguy nga thiên địa. Trấn áp, quanh ầm, la hầu ma tổ thôi động đại trận, cùng lúc đó, hỗn độn chi lực dũng động, quanh kích ra trọng trọng chí tôn lực đem viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn công kích trong nháy mắt tan rã ra. hai người công kích rơi ở trên người hắn, thì đồng dạng đại dương bao la đụng vào trên đá ngầm, thoáng cái chia năm sẽ bảy. nếu như hai đại chí tôn cường thịnh thời kỳ, la hầu ma tổ tự nhiên không dám một người đối chiến hai người, nhưng hôm nay hai người trọng thương, còn tại chính mình đại trận dưới, la hầu ma tổ tự nhiên không sợ. hắn nhiệm vụ là ngăn lại hai người, đáng chết là hắn không được nhanh đưa tin cho thực viên trí tôn đại nhân hai người trong lòng chấn động mãnh liệt trong nháy mắt cảm giác được không hay trước tiên liền vào đi đưa tin nhưng mà bọn chúng đưa tin vừa vù vù một cổ đáng sợ ma tộc lực đột nhiên hạ xuống là uyên ma chi chủ trong nháy mắt xuất hiện ầm đáng sợ uyên ma chi lực phô thiên cái địa một cổ đáng sợ ma uy khí tức Khoáng cái đêm hai người bao vây. Hai đại chí tôn chợt cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, hô hấp đều biến phải khó khăn. Đây đỉnh cấp ma tộc áp chế. Đây. Biên ma tộc lực. Ngươi là. Hai đại chí tôn thấy biên ma chi chủ, trong ánh mắt trong nháy mắt toát ra vô tận vẻ hoảng sợ, thần sắc thậm chí trong nháy mắt có một tí ngưng trệ. Mà như vậy một chút ngưng trệ trong. Vạn giới ma thụ ầm. Tần trần trong thân thể, cùng cuộn vạn giới ma thụ lực điên cuồng bạo dũng đi ra ngoài, rất nhiều hắc sắc xúc tua giống như đại dương bao la, trong khoảnh khắc đem vùng thế giới này, triệt để bao vây, phong tỏa toàn bộ khí tức. Cầm cố toàn bộ. Vạn giới ma thụ lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt bạo dũng mà ra, đem trong thiên địa toàn bộ lực lượng cho phong tỏa, thậm chí, liền đưa tinh lực cũng bị phong tỏa, làm cho hai người này cũng đã không cách nào nữa đối bên ngoài đưa tin. Các ngươi Trong thiên địa, cuồn cuộn ma khí dũng động, giờ phút này một phương thâm uyên chi địa, lúc này như là hóa thành một mảnh nhỏ ma vực thế giới, rất nhiều xúc tu, vũ động toàn bộ. Thậm chí, liền thâm nguyên lực đều bị ngắn ngủi phong tỏa. Tần trần thân hình giống như thần ma, đứng ngạo nghễ tại đây đầy trời trên xúc tu không, tại trước người hắn, là uyên ma chi chủ, thần sắc cung kính, nguyên ma chi lực dũng động, trấn áp toàn bộ. Sư Ngay sau đó, loạn thần ma chủ cũng xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn bọn chúng phía sau. Ma lệ cùng xích viêm ma quân cũng là xuất hiện ở một bên kia, vây quanh hai người. Viên ma chi chủ Loạn thần ma chủ, vì sao sẽ là các ngươi? Không có khả năng, ngươi không phải đã chết sao? trong vòng vây viên ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn một lòng triệt để kinh hãi thần sắc hoảng sợ quả thực không thể tin được bản thân con mắt bọn chúng thấy cái gì trước mặt người nọ cả người uyên ma chi lực dũng động không là năm đó uyên ma tộc thái tử sao chỉ là không nói nghe đồn uyên ma lão tổ truyền nhân ma diệp đại nhân cũng đã ngã xuống tại sao lại vẫn sống hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này đồng thời để cho bọn họ kinh hãi, còn có loạn thần ma chủ. Loạn thần ma hải loạn thần ma chủ lại vẫn sống, hơn nữa còn cùng phá hoại uyên ma lão tổ tính toán ma tộc người dây dưa với nhau, đây hết thảy đến tục cùng là chuyện như thế nào? Hai người trong đầu, triệt để mộng, hoàn toàn không thể tin được bản thân con mắt. Chẳng lẽ, hai người này đều đầu nhập vào chính đạo quân sao? phim ma chí tôn, Hắc mộ chí tôn, các ngươi nối giáo cho giặc ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói còn có đường sống bằng không hôm nay hẳn phải chết uyên ma chi chủ lạnh lùng nói ầm uhm. hắn cất bước về phía trước cùng cuộn uyên ma chi lực giống như đại dương bao la trong nháy mắt trấn áp xuống Vì ma chí tôn sắc mặt đại biến liền nôn nóng cả giận nói uyên ma chi chủ đại nhân chúng ta là nghe theo lão tổ cùng thực uyên chí tôn đại nhân hiệu lệnh trước tới bắt vi phạm uyên ma tộc mệnh lệnh người các hạ thân làm uyên ma tộc nhân chẳng lẽ muốn ngổ ngược uyên ma lão tổ đại nhân sao uyên ma lão tổ uyên ma chi chủ suy cười một tiếng thần sắc xem thường lão già kia cấu kết hắc ám nhất tộc đem ta ma giới quấy đến long trời lỡ đất còn muốn cấu kết minh giới phá hoại ta ma giới căng cơ tội đáng chết vạn lần bọn ngươi hai người theo uyên ma lão tổ chính là ta ma tộc tội nhân ầm ầm Viên ma chi chủ sát khí ngút trời, nghĩa tránh ngôn từ. Ma diệp, hãy bớt sàm ngôn đi, bắt lấy bọn hắn hai cái. Tần trần lạnh lùng nói. Vâng, chủ nhân. Viên ma chi chủ cung kính nói. Chủ nhân. Viên ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn trừng mắt to nhìn tần trần, người này là ai, có thể để viên ma chi chủ xưng hô chủ nhân. Này nhìn qua, viên ma chí tôn con ngươi co rụt lại, quát ra vẻ hoảng sợ ngươi ngươi không phải cái kia tại loạn thần ma đảo tập kích bản tọa minh giới người sao tần trần tuy là khí tức thay đổi nhưng mà tư thái kia khí chất đó lại cùng tập kích hắn minh giới người cực tương tự để trong lòng hắn làm sao không kinh hãi minh giới người tần trần cười nhạt căn bản có giải thích cũng lười giải thích huống chi hiện tại cũng hoàn toàn có thời gian giải thích vết ầm um đầy trời vạn giới ma thủ xúc tua điên cuồng vũ động, hướng hai người trong khoảnh khắc nổ xuống. Đáng chết! Vì ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn thần sắc kinh sợ, bọn chúng biết, bản thân tiếp chắc chắn nguy hiểm, trong tay hỏa diễm trường tiên ầm ầm vũ động, hướng vạn giới ma thủ oanh hạ xuống. Một tiếng ầm vang, hỏa diễm đại đạo trưởng tiên cùng vạn giới ma thủ xúc tua đụng vào nhau, liền nghe được phốc phốc tiếng vang lên, khi hỏa diễm trường tiên căn bản là không có cách quanh mở vạn giới ma thụ, ngược lại là vạn giới ma thụ trong dũng động một cổ không gì sánh được đáng sợ ma nguyên khí tức, đem hắn hỏa diễm trường tiên thoáng cái đẩy lui ra. Đây, Viêm ma chí tôn ánh mắt trong bột lộ ra ngoài vô tận vẻ hoảng sợ, ào ào, rất nhiều xúc tua điên cùng dũng động quấn quanh hướng viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn hai đại cường giả chí tôn điên cùng ngăn cản nhưng là lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Tại vạn giới ma thụ trấn áp dưới, chỉ có thể liên tiếp lui về sau, thần sắc kinh sợ. Vạn giới ma thụ, đó là ma tộc thánh thụ, đột phá chí tôn cảnh giới sau, tại lực lượng cấp độ phương diện, áp chế hoàn toàn viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn, mặc dù không cách nào đem hai người nhanh chóng chém giết, nhưng mà áp chế lại, hai người chỉ cảm thấy thể trong lực lượng bị vô cùng khắc chế thậm chí ngay cả hô hấp đều biến phải khó khăn. Đây. Hai người thần sắc kinh sợ. Đây tục cùng cái gì bảo vật, tại sao lại đối với bọn họ có mãnh liệt như vậy áp chế tác dụng, bọn chúng chí tôn bản nguyên tại đây đầy trời xúc tua trước, giống như là thần tử gặp phải quân vương, con kiến hôi gặp phải thần long, có loại hoàn toàn không thở nổi cảm giác. Tần trần mặt bên trấn áp hai người, vừa hướng ma lệ lạnh lùng nói, ma lệ, viêm ma chí tôn giao cho ta, hắc mộ chí tôn, giao cho các ngươi, như thế nào? Ma lệ trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vẻ cuồng nhiệt, lạnh lùng nói, được. Hắn tự nhiên biết tần trần ý là phân công thu hoạch. La hầu ma tổ tiền bối, xích viêm đại nhân, theo ta xuất thủ. Ma lệ lệ quát một tiếng, trong nháy mắt thẳng hướng hắc mộ chí tôn. Chỉ bằng ngươi. Hắc mộ chí tôn gầm thét một tiếng, trong tay hắc sắc mộ bia dĩ nhiên hướng ma lệ hung hăng trấn áp tới, một cái nho nhỏ nửa bước chí tôn lại dám đối xử với hắn như vậy cùng vọng, trong lòng hắn tức giận quả thực không cách nào ngăn chặn. Nhưng theo tức giận đồng thời hiện ra đến trả có sợ hãi. Bởi vì hắn biết, hôm nay hắn phiền toái, dĩ nhiên lâm vào đối phương trong bẫy rập, kế trước mắt, chỉ có kiên trì, kiên trì đến thực viên chí tôn đại nhân đến đến, bọn chúng mới có thể có một chút hy vọng sống đến lúc đó những thứ này gia khỏa hết thảy đều phải chết bằng không nói chết liền sẽ là bọn chúng vi ma chí tôn bỏ chịu đựng nếu không chúng ta đều phải chết hắc mộ chí tôn gầm thét truyền âm nói tuy là bọn chúng đưa tin lệnh đã bị phong tỏa nhưng mà tại bị phong tỏa trước bọn chúng cũng đã đưa tin đi ra ngoài nhất đạo tín hiệu cầu cứu hắn tin tưởng thực viên chí tôn đại nhân nhất định sẽ thu đến mà lấy thực viên chí tôn đại nhân tốc độ chỉ phải kiên trì lên hắn rất nhanh liền có thể chạy tới tốc chiến tốc thắng tần trần hừ lạnh một tiếng vung tay lên loạn thần ma chủ cùng uyên ma chi chủ dĩ nhiên đánh tiếp mà bên kia la hầu ma tổ cũng liền cùng ma lệ ba người điên cuồng dết xuống quanh một tiếng hắc sắc thạch bi cùng ma lệ ầm ầm đụng vào nhau đáng sợ nổ đùng tiếng vang lên trong khoảnh khắc đem ma lệ đập bay ra ngoài nhưng mà lần này ma lệ trên thân cũng là cũng không có quá nhiều thương thế, chỉ là khóe miệng mang máu, diện mục dữ tận. Tại ma lệ bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, la hầu ma tổ dĩ nhiên hạ xuống. Kiệt kiệt kiệt, tại bản tòa đại trận dưới, còn muốn phản kháng. Thật là muốn chết. La hầu ma tổ nghe răng cười một tiếng, đại trận rơi xuống, ra tay toàn lực. Vù vù. Hắn chí tôn đại trận kết hợp bản thân lực lượng, lại thêm vạn giới ma thụ trấn áp, làm cho hắc mộ chí tôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Hắc mộ Vì ma chí tôn kinh hải, thần sắc kinh sợ, gầm thét một tiếng, vanh, trên thân cuồn cuộn hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên. Hừ, còn có tâm tình quản kẻ khác. Tần trần cười lạnh một tiếng, hướng về phía viên ma chi chủ quét mắt. Viên ma chi chủ dĩ nhiên tiếp tục vết đôi mắt băng lãnh, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một mặt màu đen lá cờ này lá cờ vừa xuất hiện trong khoảnh khắc bốn phía dũng động rất nhiều âm phong ma khí nguyên ma chi chủ trên thân ma uy đại thịnh vệ thiên nhiếp ma kỳ viêm ma chí tôn sắc mặt đại biến thần sắc kinh sợ dĩ nhiên là vệ thiên nhiếp ma kỳ này cờ uy lực kinh người chính là uyên ma tộc bảo vật một khi thôi động đối với dư ma tộc cường giả có mạnh mẽ sợ hãi tác dụng chỉ cần là uyên ma tộc phía dưới ma tộc chủng tộc, tại vệ thiên nhiếp ma kỳ dưới, linh hồn cũng sẽ bị áp chế. Này cờ vốn là bị uyên ma lão tổ ban tặng loạn thần ma chủ, hôm nay rơi vào uyên ma chi chủ trong tay, như hổ thêm cánh, uy lực càng cường thịnh. Cuồng cuộn ma uy đại thịnh, trấn áp xuống, quanh một tiếng, tức khắc cuồng cuộn ma uy cuồng cuộn toàn bộ, đem viêm ma chí tôn triệt để thôn phệ. Đáng chết, không được Vim Ma chí tôn gầm thét, trong tay màu lửa đỏ trường tiên ầm ầm múa động, cuồn cuộn trường tiên hóa thành chi chiếc tinh vân tỏa liên, để cho hắn bản thân bao vây lại, tạo thành một tòa kinh khủng hỏa vân đại trận. Đại trận trong, quanh một tiếng, Vim Ma chí tôn thân thể đột nhiên biến phải bành trướng, giống như một tôn nguy nga thông thiên hỏa diễm ma thần, ngửa mặt lên trời gầm thét. Hừ, còn muốn phản kháng. Tần Trần nhíu mày, nhìn về phía vạn linh ma tôn vạn linh ma tôn trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chiến phủ, chiến phủ trên, cuồn cuộn tử khí dũng động, là tử vong chiến phủ. Này tử vong chiến phủ hóa thành thông thiên một dạng, đủ để đeo sao hà chặt đứt, bột phát ra kinh thiên khí tức tử vong, hướng về phía viêm ma chí tôn ầm ầm chém xuống tới. Loãng xoảng. Tử khí tung hoành, thật lớn chiến phủ chém xuống đến, hung hăng chém ở lớn đại hỏa diễm tinh vân đại trận trên, liền nghe ầm một tiếng, hỏa diễm tinh vân đại trận trực tiếp sụp đổ tiêu tán viêm ma chí tôn bị trong nháy mắt chém bay ra ngoài đổ máu trời cao vết thương chồng chất một kích hắn liền thụ thương a à, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét lấy hắn tu vi thật không còn như chật vật như vậy nhưng mà trước tại loạn thần ma đảo thời điểm hắn cũng đã đừng tần trần tập kích thụ thương về sau bị bất tử đế tôn hóa thành tử vong trường mâu kém chút anh bạo thân thể mặc dù tại truy tung trong quá trình cũng đã khôi phục một ít thương thế nhưng mà chí tôn thương thế há là như vậy có thể liền triệt để tu phục này liền cũng được càng làm hắn không nói gì là bởi vì thực nguyên chí tôn tự đại làm cho bọn chúng tại hư không hoa hải tổn thương càng thêm tổn thương hôm nay hắn bản thân chính là vết thương chồng chất hiện tại làm sao có thể ngăn cản nguyên ma chi chủ cùng vạn linh ma tôn hai đại cường giả liên thủ công kích rầm 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 Viêm ma chí tôn thân hình liên tục lui về sau, miệng phun tiên huyết, cả người hỏa diễm kiếp xạ, mỗi nhất đạo hỏa diễm đều phản phất có thể đem hư không đốt xuyên thủng, thống khổ bất kham. Này viêm ma chí tôn, thật có chút thủ đoạn, dưới loại tình huống này, lại còn có thể kiên trì. Tần trần cười lạnh một tiếng, nhìn liên tục lui về sau viêm ma chí tôn, đột nhiên thì, thân hình bỗng nhiên động. Rầm. Kèm theo tần trần thân hình khẽ động, rất nhiều vạn giới ma thụ dây trong nháy mắt lướt ầm ầm ra bao vây hướng viêm ma chí tôn đáng chết ma giới thiên đạo hỏa diễm bản nguyên lấy ta vi tôn đốt cháy thiên địa viêm ma chí tôn gầm thét một tiếng đầy trời hỏa quan theo trong thân thể hắn trong nháy mắt bột phát ra có thể thấy viêm ma chí tôn trong thân thể một cái hỏa diễm ma giới quốc độ xuất hiện rất nhiều hỏa diễm người diễn hóa các loại hỏa diễm quy tắc phản phất trở thành một tôn hỏa diễm thần linh. Hỏa diễm quốc độ diễn hóa, muốn ngăn cản vạn giới ma thụ quấn quanh. Hừ, thời gian bản nguyên. Tần trần hừ lạnh, há có thể để viêm ma chí tôn tiếp tục ngăn cản đi, hôm nay tuy là vây lại hai đại chí tôn, nhưng nguy cơ còn giải trừ, một khi cùng thực viên chí tôn chạy tới, bọn chúng nếu còn có thể giải quyết đối phương, đem thất bại trong gan tắc. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng cho nên vừa lên đến tầng trần liền thi triển ra cường đại thời gian quy tắc vù vù vùng thế giới này ở giữa vô hình thời gian khí tức dũng động toàn bộ hư không trong nháy mắt này như là đình trệ một dạng mà viêm ma chí tôn thân hình cũng theo đó cứng lại bị thời gian quy tắc khống chế thời gian quy tắc viêm ma chí tôn thần sắc kinh sợ chỉ là bị giam cầm trong nháy mắt cũng đã tránh thoát thời gian trói buộc nhưng mà cao thủ quyết đấu trong nháy mắt cầm cố dĩ nhiên có thể cải biến chiến cuộc biến hóa trầm rất nhiều vạn giới ma thủ xúc tua trong nháy mắt bọc lại viêm ma chí tôn ầm ngay sau đó viêm ma chí tôn phía sau một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện phản phất đột nhiên xuất hiện tại phương thiên địa này một dạng một cái tay phải chợt vỗ vào viêm ma chí tôn đỉnh đầu đúng là tầng trần không Viêm ma chí tôn thần sắc hoảng sợ, làm sao cũng nghĩ đến, tần trần dĩ nhiên có thể thôi động thời gian quy tắc, rầm rầm rầm, trong thân thể hắn cuồn cuộn hỏa diễm khí tức trong nháy mắt bột phát ra đi, cố gắng tránh thoát vạn giới ma thụ trói buộc. Hỏa diễm này, mang theo chí cao khí tức, có thể phần diệt thiên địa toàn bộ, nhưng mà rơi vào vạn giới ma thụ trên, lại căn bản là không có cách tổn thương vạn giới ma thụ mảy may. Không có khả năng, viên ma chí tôn thần sắc kinh sợ đây tột cùng đồ đạc quỷ gì đây dĩ nhiên coi nhẹ hắn bản nguyên chi hỏa đốt nhưng mà viên ma chí tôn dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong đồng tử toát ra một chút băng hàng sát ý trầm liền thấy tràn đầy thiên hỏa diễm trong nháy mắt bọc lại tần trần hắn có thể cảm nhận đến tần trần tu vi liền chí tôn cũng đều không phải hắn tin tưởng tần trần tất nhiên không cách nào ngăn cản bản thân bản nguyên hỏa diễm tập kích nhưng mà tần trần khóe miệng vẽ lên một chút nở nụ cười trào phúng đối mặt cuồn cuộn hỏa diễm không động trong mặt cho thao thiên hỏa diễm đem hắn toàn bộ bao vây ầm uhm. tần trần trong thân thể một cổ so viêm ma chí tôn bản nguyên hỏa diễm càng đáng sợ hơn hỏa diễm khí tức trong nháy mắt phóng lên cao là hỗn độn thanh liên hỏa hỗn độn thanh liên hỏa chính là có thiên hạ rất nhiều đáng sợ nhất hỏa diễm chỗ dung hợp mà thành đừng nói, chỉ trong tai ách minh hỏa, liền không giống bình thường, nhưng là năm đó xa cổ ma giới tai nạn chí tôn bản nguyên hỏa diễm. Tai nạn chí tôn là là năm đó ma giới đỉnh cấp chí tôn, một thân tu vi thông thiên, xa xa lăng giá tại viêm ma chí tôn trên, này viêm ma chí tôn bản nguyên hỏa liền tai ách minh hỏa cũng không sánh bằng, làm sao có thể hơn được hỗn độn thanh liên hỏa, trực tiếp bị hỗn độn thanh liên hỏa áp chế. Ngươi viêm ma chí tôn thần sắc hoảng sợ nhìn tần trần người này đến tột cùng là cái gì biến thái tần trần cũng sẽ không hiểu viêm ma chí tôn kinh hãi trong tay phải đáng sợ linh hồn chi lực trong nháy mắt xông vào đến viêm ma chí tôn đầu óc điên cuồng trùng kích linh hồn hắn trọng trọng đáng sợ linh hồn chi lực áp chế tới đồng thời còn có chứa mơ hồ tiếng sấm đem viêm ma chí tôn linh hồn trực tiếp banh kích ra đáng sợ linh hồn trùng kích trong nháy mắt xông vào viêm ma chí tôn linh hồn hải muốn lẻn vào hắn linh hồn hải trong muốn oanh phá bản tọa linh hồn hải tên ngốc này điên sao viêm ma chí tôn thần sắc hoảng sợ hắn cảm giác được tần trần dĩ nhiên là muốn nhập xâm hắn linh hồn hải tại linh hồn cấp độ trên đem hắn cho diệt xác quá to gan quả thực không thể tin được hắn chính là ma tộc chí tôn tên ngốc này biết mình đang làm cái gì sao một cái liền chí tôn cũng đều không phải gia khỏa, lại muốn thông qua linh hồn công kích tới diệt sát hắn một tên chí tôn linh hồn, đùa gì thế? Đừng nói tầng trần cảnh giới so với hắn yếu nhược, coi như là tầng trần tu vi ở trên hắn, hắn đường đường ma tộc chí tôn, cũng không phải như vậy có thể liền bị giết hết. Nhưng mà, tầng trần linh hồn chi lực tại lôi đình chi lực dưới sự hỗ trợ, liên tục đột phá. ầm uhm. Vạn giới ma thụ dũng động khí tức, cũng ở đột phá viêm ma chí tôn linh hồn hải, húng chi còn có uyên ma chi chủ cùng vạn linh ma tôn hiệp trợ trấn áp, tầng trần linh hồn chi lực mạnh như vũ bảo liên tục xâm lấn. lúc này viêm ma chí tôn trong lòng là vừa kinh vừa sợ, tên ngốc này dĩ nhiên muốn nhập xâm bản thân linh hồn hải, cho rằng phá vỡ linh hồn hải liền có thể diệt sát bản thân sao? quá ngây thơ. ầm viêm ma chí tôn linh hồn hải trong nháy mắt sôi trào trong lòng hắn tuy là kinh sợ nhưng có chút hoảng loạn trong nguy cơ hắn ngược lại trong nháy mắt trấn định lại đôi mắt chỗ sâu có một tí mừng như điên tự đại gia khỏa đây thật là hắn một tia cơ hội chỗ hắc ám chi lực viêm ma chí tôn gầm thét trước tiên thôi động hắc ám chi lực Banh ầm một tiếng cuồn cuộn hắc ám chi lực tận trời viêm ma chí tôn linh hồn hải giống như hóa thành sóng to gió lớn hóa thành một mảnh vô tận ma hải tận trời che khuất bầu trời đáng sợ hắc ám chi lực giống như đại dương không gì sánh được nồng nặc là cao cấp nhất hắc ám chi lực này đỉnh cấp hắc ám chi lực hóa thành loạn thạch kinh thiên lao thẳng tới tầng trần nhưng tầng trần không chút nào không sợ hãi khóe miệng ngậm lấy cười nhạt những ma tộc này gia khỏa thật đúng là một cái đức hạnh vô luận là loạn thần ma chủ, vẫn là này viêm ma chí tôn, thật sự cho rằng dựa vào hắc ám chi lực thì có khả năng ngăn cản bản thân sao. Hắc ám vương huyết Tần trần bên trong hắc ám vương huyết chi lực dũng động, đem cổ hắc ám lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại, trong khoảnh khắc yên diệt. Diệt linh hồn hắn Tần trần lạnh lùng nói Mà ở tần trần mở miệng đồng thời, vạn giới ma thụ, viên ma chi chủ, vạn linh ma tôn lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt dũng mãnh vào viêm ma chí tôn đầu óc, muốn oanh diệt linh hồn hắn. Tam đại cấp chí tôn lực lượng trút xuống, đáng sợ đến bực nào, viêm ma chí tôn linh hồn, trong nháy mắt liền bắt đầu băng diệt. Cái gì? Viêm ma chí tôn thần sắc kinh sợ, đối phương lại có đáng sợ như thế hắc ám chi lực. Người này đến tột cùng là người nào? Không phải minh giới người sao? Trong lòng kinh sợ, Viêm ma chí tôn trong con ngươi đột nhiên thoáng qua vẻ dữ tợn. Bỏ. Ầm. Um. Viêm ma chí tôn trong đầu đáng sợ linh hồn hải ầm um ầm um hướng tần trần đánh thẳng tới, trong nháy mắt muốn đối tần trần phát động tuyệt sát. Hắn biết mình nửa kiên trì, chắc chắn phải chết. Tuy là hắn lúc trước cũng đã đưa tin thực viên chí tôn đại nhân, nhưng thực viên chí tôn còn chẳng biết lúc nào mới có thể đến, bản thân sợ là kiên trì không tới, đã như vậy, còn không bằng cùng đối phương bỏ cùng cuộn linh hồn chi lực đổ xuống mà ra trực tiếp dũng mãnh vào tầng trần linh hồn hải cố gắng thông qua trấn áp tầng trần đổi lấy một chút hy vọng sống hắn nhìn ra tầng trần là nhóm người này trong lãnh tụ cấp nhân vật rầm 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 phim ma chí tôn cấp chí tôn linh hồn đáng sợ đến bực nào mạnh như vũ bảo trong nháy mắt tiến vào tầng trần trong thân thể quả nhiên trúng kế Tần Trần cười. Cảm nhận đến Tần Trần nụ cười, viêm ma chí tôn trong lòng đột nhiên dâng lên một chút không hay. Sau một khắc, oanh lộng. Tần Trần bên trong, vô tận lôi quang trong nháy mắt bạo dũng, hóa thành một đạo lôi đình lồng giam, đem viêm ma chí tôn linh hồn chi lực, trong nháy mắt ngăn trở tại trong thân thể mình. Thiên hỏa tôn giả, này viêm ma chí tôn thân thể, liền giao cho ngươi. Tần Trần cười khẽ, hỗn độn thế giới trong thiên hỏa tôn giả linh hồn bị hắn trong nháy mắt đánh vào viêm ma chí tôn đầu óc cùng lúc đó một cổ đáng sợ huyết hà chi lực dũng động ra đem viêm ma chí tôn thân thể cũng là trong nháy mắt bao vây là huyết hà thánh tổ huyết hà thánh tổ trưởng khống huyết tổ chi lực có thể khống chế toàn bộ cường giả huyết dịch trong cơ thể tại hắn dưới sự trợ giúp có thể yếu bớt thiên hỏa tôn giả đoạt xá viêm ma chí tôn thân thể thời gian trần thiếu yên tâm thuộc hạ tất nhiên không có nhục sứ mệnh thiên hỏa tôn giả thần sắc kích động từ vạn linh ma tôn sống lại sau hắn cũng muốn sống lại với lại tương tự là một cái cấp chí tôn cường giả thân thể không hề yếu hơn loạn thần ma chủ viêm ma chí tôn ầm thiên hỏa tôn giả thân thể nhập chủ viêm ma chí tôn thân thể lấy hắn linh hồn cường độ, dưới tình huống bình thường, cho dù nắm giữ viêm ma chí tôn này một bộ xác không thân thể, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà hôm nay tại vạn giới ma thụ, vạn linh ma tôn, huyết hà thánh tổ nhóm cường giả dưới sự trợ giúp, Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn, dĩ nhiên một chút chiếm viêm ma chí tôn linh hồn hải, tốc độ nhanh, quả thực là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Thiên Hỏa Tôn giả bản thân chính là hỏa hệ cường giả, đồng thời trước kia hắn, cùng vạn linh ma tôn cùng nghiên cứu ma tộc cùng hắc ám chi lực, đối với ma tộc lực không thế quen thuộc hơn được. Hắn mặc dù là nhân tộc, cũng là phải lấy nhân tộc chi hồn, thành tựu chân chính ma tộc thân thế. Cái gì? Viêm ma chí tôn triệt để hoảng sợ. Lúc này linh hồn hắn bị nhốt tầng trần bên trong, thân thể nhưng ở bị người khác đoạt xá, kinh sợ trong, hắn linh hồn chi lực điên cuồng thì trở về rút lui nhưng tầng trần lại vì sao cho hắn lui về cơ hội cùng cuộn lôi đình chi lực dũng động liên tục yên diệt viêm ma chí tôn linh hồn a à, viêm ma chí tôn phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng linh hồn liên tục bị tiêu trừ yên diệt vạn giới ma thụ lực điên cuồng dũng mãnh vào tầng trần bên trong này viêm ma chí tôn cuối cùng nghĩ tới vạn giới ma thụ lực lượng tại sao lại để cho hắn có một cổ sợ hãi cảm giác linh hồn áp chế vạn giới ma thụ chẳng lẽ đây là ta ma tộc trong truyền thuyết vạn giới ma thụ lực lượng không cuối cùng hắn phát ra nhất đạo kêu thê lương thảm thiết quanh một tiếng linh hồn trực tiếp băng diệt tần trần giơ tay lên một cổ tinh thuần linh hồn chi lực trong nháy mắt đánh vào đến viêm ma chí tôn thân thể ầm uhm. thiên hỏa tôn giả linh hồn triệt để nhập chủ viêm ma chí tôn thân thể đồng thời tại này cổ tinh thuần lực lượng linh hồn xuống, thiên hỏa tôn giả linh hồn khí tức, cũng trong nháy mắt đột phá đạo chí tôn cảnh giới. Trần Thiếu Vì ma chí tôn phóng lên cao, thần sắc kích động, hướng về phía tần trần cung kính hành lễ. Đúng là thiên hỏa tôn giả. Tần trần bộ hạ, lại một cái cường giả chí tôn. Ha ha, thiên hỏa tôn giả tiền bối, không cần khách khí, nhanh đứng dậy nhanh. Tần Trần vội vàng nâng dậy Thiên Hỏa Tôn giả. "Không, đây thuộc hạ hẳn là." Thiên Hỏa Tôn giả kích động. "Tuy là luận bối phận, hắn là Tần Trần tiền bối, nhưng Tần Trần cũng là hắn ân nhân, nếu không phải Tần Trần, hắn từ lâu hồn phi phách tán, há lại sẽ có lần thứ hai sống lại một ngày, có thể nói Tần Trần là hắn tái sinh phụ mẫu cũng không quá đáng." Nhìn Thiên Hỏa Tôn giả kích động bộ dáng, Tần Trần lại nhếch miệng mỉm cười thiên hỏa tôn giả tiền bối, ngươi mới vừa đoạt xá viêm ma chí tôn, còn chưa từng củng cố tu vi, không bằng trước quay về hỗn độn thế giới trong củng cố tu vi lại nói. Thiên hỏa tôn giả cung kính nói, vâng, trần thiếu. Hắn đối với tần trần xem như là triệt để khuất phục. Năm đó hắn ngã xuống thời điểm, chẳng bao giờ nghĩ tới còn có phục hoặc một ngày. Tần trần khoát tay, thiên hỏa tôn giả dĩ nhiên tiến vào hắn hỗn độn thế giới trong. Ngay sau đó, Tần Trần thẳng nhìn về phía bên kia. Phía bên mình lại một cái cấp chí tôn cường giả, Tần Trần trong lòng là có chút thoải mái, bất quá, việc cấp bách, không là cao hứng thời điểm, mà là nhanh giải quyết ở đây sự tình. Rầm rầm rầm. Bên kia, La Hầu Ma tổ ba người đã vây lại hắc mộ chí tôn. Đáng sợ hỗn độn đại trận bao phủ xuống, áp chế gắt gao ở hắc mộ chí tôn, mà ma lệ cùng xích viêm ma quân lại điên cùng xuất thủ, từng đạo lưu quan điên cùng rơi vào hắc mộ chí tôn trên thân. La hầu ma tổ thôi động hỗn độn đại trận, từng đạo hỗn độn hào quang trúc xuống, liên tục khóa chặt hắc mộ chí tôn, phốc phốc phốc, đem hắc mộ chí tôn điên cùng xuyên thấu. Viêm ma Thấy viêm ma chí tôn bị trực tiếp đoạt xá, hắc mộ chí tôn sinh lòng bi thương, phát ra thảm thiết gào thét, đường đường viêm ma chí tôn, viêm ma tộc lão tổ, liền như thế bị đoạt xá. Này mới qua bao lâu? Hắc mộ chí tôn trong lòng sợ hãi, không thể ngăn chặn lan ra. Liền viêm ma chí tôn đều ngã xuống, hắn. Còn có thể kiên trì bao lâu? A. À. Hắc mộ chí tôn gầm thét, hắn cảm giác được tử vong sợ hãi, bắt đầu phát cuồng. Trong thân thể, cuồng cuộn ma khí tận trời, đó là hắn ma tộc lực lượng bản nguyên, không kiên nể gì cả lan ra. Lấy hắc mộ chí tôn thực lực, bản chẳng lẽ chật vật như vậy, nhưng mà hôm nay hắn, vốn là bản thân bị trọng thương, lại thêm bị hỗn độn đại trận cùng vạn giới ma thù áp chế, cùng với la hầu ma tổ cùng ma lệ mấy người thực lực bản thân không yếu, ngay lập tức sẽ để hắc mộ chí tôn vô cùng chật vật. Rầm rầm rầm. Hắn liên tục lui về sau, lại không chỗ có thể trốn, chỉ là đang khổ cực chống đỡ các ngươi chết không yên lành giết ta mà tổ đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi hắc mộ chí tôn kinh sợ gầm thét hắn sợ sợ hãi cường giả chí tôn cái thế vô địch bất kỳ cái gì một cái chí tôn có thể tồn tại sống đến bây giờ trải qua bao nhiêu hắc mộ chí tôn làm sao cũng có tưởng tượng ra đến qua bản thân dĩ nhiên có thể sẽ chết ở chỗ này hắn không cam chịu nhưng không cam chịu cũng dùng, La Hầu Ma tổ hóa thân thần ma, vanh, đáng sợ hỗn độn ma khí bao vây tới, đúng là phô thiên cái địa, che đậy toàn bộ. Ma lệ cũng bỏ, cùng xích viêm ma quân điên cuồng đánh tới. Loãng xoảng loãng xoảng. Rất nhiều công kích rơi vào Hắc mộ chí tôn trên thân, giống như cuồng phong mưa rào. Hắc mộ chí tôn cũng gào thét, hắn biết không bỏ không được, từng đạo ma nguyên tại trong thân thể hắn điên cuồng tản mát giống như bị điên. Nếu không phải có màu đen kia thạch bi chí tôn bảo khí thủ hộ, hắn cũng sớm đã ngã xuống. Nhưng dù vậy, hắn cũng liên tiếp lui về sau, hiển nhiên không bao lâu nữa liền sẽ vẫn lạc. Mà giờ khắc này, tại tầng trần bọn chúng hướng về phía hắc mộ chí tôn cùng viêm ma chí tôn xuất thủ đồng thời, ở cách nơi đây một mảnh rất xa thiên địa chỗ. ầm, uhm. thực viên chí tôn thân hình như điện, thần tốc truy đuổi trước mặt, hư không vô tận trong, nhất đạo đen kịp thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Đuổi theo. Thực viên chí tôn mặt lộ cười nhạt, đột nhiên một chưởng vỗ ra, một tiếng ầm vang, bàn tay to kia giống như màn trời một dạng, trực tiếp đem hư không xé rách đến, đem thân ảnh màu đen trong nháy mắt vồ bắt ở trong tay. Chỉ là này một trảo bắt tới, sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì này nhất đạo khí tức, hết sức yếu ớt, nhìn như tản mát ra khí tức đáng sợ, thực ra, liền chí tôn cũng đều không phải. Chẳng lẽ chỉ là mồi? Thực viên chí tôn thần sắc khẽ biến, liền đem thân ảnh màu đen vồ bắt đến trước người mình, chỉ là còn chờ hắn trảo nhíp tới, ầm một tiếng, này một đạo thân ảnh, dĩ nhiên cứng rắn bị vỡ ra, hóa thành cuồn cuộn ma khí tản mát đến trong thiên địa. Chuyện này, cũng chỉ là một cái phân thân, thực viên chí tôn ánh mắt tức khắc thay đổi đến vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng nghĩ đến, bản thân hao hết tâm tư, mới truy tung đến người, cũng chỉ là một cái phân thân. Lại vừa bị hắn bắt, liền ngay tại chỗ tự bạo, căn bản không cho hắn bất luận cái gì phân tích cơ hội. Ma cổ lực Chẳng lẽ phân ra này phân thân người, là năm đó ma giới cổ thần truyền nhân? Tuy là có thể lưu lại ma lệ phân thân, nhưng thực viên chí tôn bực nào nhân vật, trong nháy mắt cũng cảm giác được ma lệ chân cổ phân thân khí tức. Cổ thần, chính là viễn cổ ma giới một cái trong truyền thuyết nhân vật, thực lực thông thiên. Nghĩ không ra, tại đây ma giới trong, vẫn còn có ma cổ truyền nhân. Lúc trước viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn dường như có đưa tin mà tới. Cảm giác trong hư không tiêu tán ma cổ lực, thực viên chí tôn khí sắc âm tình bất định, hắn khoát tay, trong tay xuất hiện nhất đạo đưa tin bảo khí, cảm nhận đến trong tin tức sau, thực viên chí tôn trong nháy mắt biến sắc. Là khẩn cấp đưa tin. Chẳng lẽ nói, vì ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn truy tung mới là chân chính huyền không chí tôn bọn chúng chạy trốn chỗ. Thực viên chí tôn sắc mặt khó coi, nếu như là như vậy, vậy hắn nhưng lỗ lớn. Không được, lấy viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn hiện tại trạng thái, sợ là rất có thể sẽ chịu thiệt. thực viên chí tôn nửa ngu ngốc cũng biết viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn bản thân bị trọng thương trạng thái cũng không tốt nếu như gặp phải một ít cường đại cường giả chí tôn khó tránh khỏi không có rơi vào nguy hiểm. ầm lúc này thực viên chí tôn không dám do dự thần sắc kinh sợ ở giữa xoay người liền hướng lấy bản thân lúc tới chỗ nhanh chóng bạo lướt đi nhanh 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 hắn đem chính mình tốc độ thôi động đến mức tận cùng, ung ung, nhất phương thâm nguyên chi địa trực tiếp phát ra ù ù nổ vang, không gian bị tầng tầng xé rách, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải là bởi vì tại này thâm nguyên chi địa, nếu là ở bên ngoài, lấy thực uyên chí tôn thực lực, sợ là nhất phương thiên đạo, đều phải thiên quân ít dịch, chư thiên tan đi. Mà bên kia, tầng trần ánh mắt dĩ nhiên rơi vào hắc mộ chí tôn trên thân chủ nhân, chúng ta mất quá nhiều thời gian. Viên ma chi chủ nhìn về phía tầng trần, khí sắc nghiêm túc. Trước thiết lập phục kích, cũng đã tiêu hao không ít thời gian, về sau, đoạt xá viên ma chí tôn, lại tiêu hao một ít thời gian. Tuy là, toàn bộ quá trình cực nhanh chóng, nhưng mà đối mặt thực viên chí tôn cường giả như vậy, là quyết không thể ôm có chút may mắn tâm lý, nhất định phải tốt chiến tốt thắng mặc dù tiếp tục mặc cho ma lệ bọn chúng động thủ, chém giết hắc mộ chí tôn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mấu chốt là, tầng trần thiếu hụt nhất chính là thời gian, cũng đợi không được như thế lâu. Ma lệ, các ngươi hành động quá chậm, cho các ngươi như thế thời gian dài, lại còn giải quyết không được, liền không trách được ta. Khuyết hà thánh tổ. Tần trần quát lạnh một tiếng. Vâng, đại nhân liền nghe phải kiệt 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 một tiếng cười quái dị nhất đạo ngập trời huyết quang trực tiếp lan ra ra giống như đại dương màu đỏ ngòm một dạng hóa thành màn trời trong nháy mắt bọc lại hắc mộ chí tôn tần trần trước nói lưu cho chúng ta đây ma lệ khí sắc tức khắc thay đổi kinh sợ lên tiếng video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nha